đoán được cái gì? Con đoán là mẹ đang chim. À thế à? Ôi dồi ôi, con mẹ đoán chuẩn quá. Thế con đúng đoán đúng con. Thương bắn nắp. Úi dồi ôi. Xong cô đâu. Hello các chị. Cả nhà ơi, có thấy em không? Chịu luôn đấy. Bây giờ em mới thấy chị Kiều Diễm này. Mọi người nhìn thấy em chấm chấm lên cho em thử. Em đang xem máy như nào với các chị. Như đã hứa em lại lên nè. Cả nhà ơi, các chị yêu của em ơi, các chị có thấy em không? Hello cả nhà. Chào chị Xuân Mai này, chào chị Dung Lê này. Các chị ơi, bình luận nhiều đi em tra xem nay còn bình luận vẫn còn ẩn không nào các chị. Facebook nó đang ấy. Chào chị Thúy Hồng, chào Tina Trần. Có tí cho các chị ơi, đúng không? Các nơi cũng bị đúng không? Các shop khác cũng bị đúng không? Cái nhà mình ơi, nhưng mà các chị có thấy các shop khác cũng bị đúng không? Cứ xem một tí là nó bị à? Đúng không các chị? Hello chị Xuyên Lê Thị. Hello chị Thúy Hồng, Thanh Mai. Hello Kiều Diễm, hello Ngô Huyền. Hello cả nhà mình. Đó, nó lên tí như đã hứa các chị. Hôm nay em đang định lên combo đây. Các chị muốn combo gì? Kim Sa hả? Hay là combo gì đây? Đấy, các chị vừa vào thì nó chạy, nhưng vào một lúc là nó không chạy nữa. Chào chị Ngọc Tuyền Phạm. Chào chị Nguyễn Maria. Chào chị Tiên Hoa, chào cả nhà. Nó cứ lên tí này là nó đứng à. Hello chị Lê Thị Dung, hello cả nhà. Hello Dung Ngọc, hello tất cả mọi người. Đó. Các chị ơi, bình luận lên cho em, chia sẻ like dùm em Trang nha. Nhá, Facebook dạo này nó đang dập giờ lắm, nó đang dập giờ lắm, dập giờ cực kỳ luôn. Đấy nên cả nhà mình thấy em chia sẻ like bài viết dùm em. Có chị Nguyễn Maria, em chào chị rồi mà. Lê Tình chào chị, Lê Thị Dung em cũng nhìn thấy này. Chào tất cả mọi người này. Đấy các chị ơi, chia sẻ lên, lên đâu cho em đông đông đi nha. Rồi em Trang sẽ lên, như đã hứa với các chị, lên combo đầy đủ luôn. Ai muốn combo gì hôm nay em Trang chiều combo đấy nha. Ai muốn combo gì hôm nay em Trang chào combo đấy cho các chị nè. Chào Dương Mai, chào Dũng Lê. Chào các chị. Rồi cả nhà ơi, các chị chia sẻ like cho em với. Thúy Hồng đơn hôm qua chưa ai đẹp hả? Là sao? Là sao hả chị? Chị có 2 phây bị chặn một rồi. Thế à Dũng Lê? Thôi chị đây. Các chị ơi, đầu like chia sẻ dùm em nhá.
Để từ từ chị Trang lên hàng mới cho các chị nhá. Hôm nay nhiều hàng lắm ạ. Chị đã nhận được hàng của bên em rồi đều nào. Em cảm ơn chị Trần Linh nha. Em chào chị Lệ Nga. Các chị đầu like chia sẻ giùm em với nhá. Em nghe à? Ừ. Đấy, bây giờ thì nó đang lên nhưng mà một tí nó ngưng. Tí nó ngưng. Rồi các chị ơi chia sẻ like bài viết cho em nè. Em nhìn thấy chị Dung Dung Lê này, chị vẫn đang mong chờ đơn 7 triệu của em. Dung Lê, xem đế hàng đến đâu rồi ơi, thấy à? Nhưng mà em cứ để tí nữa là nó mất à? Một tí là nó mất. Chị mà vào cái kia xong đó. Ừ, em cứ bình luận cứ đợi. Chưa ẩn. Ừ. Thế á? Sao? Đâu, bây giờ thì đang bình thường. Bây giờ vẫn nhìn thấy bình thường mà. Ờ, để like một lát đi. Em cứ theo dõi một lát đi xem. Ừ. Rồi, các chị có thấy không em không? Tuấn Nguyễn em nhìn thấy này. Em chào tất cả mọi người. Hôm nay hình như là không... Vẫn thấy đang chạy bình thường này. Các chị bình luận cho em xem em thấy nó có chạy bình thường không nha. Để em lên nha. Ai mở hàng gì cho em trước đi nào. Chị nào mở hàng cái gì cho em Trang trước đi các chị nhá. Ai cần gì để em mở hàng trước nhá. Còn mày mang cho gì mấy kim sa tao lên mở hàng kim combo cho mọi người. Ai mở hàng tí nào. Cho mọi người mở hàng trước đi. Đó, hôm nay là cầu mong không bị. Trang ý, chào chị Xuân Hương, chào chị Dung Lê, chào chị đấy. Mọi người vẫn lên đây này. Mọi người hôm nay các chị nhìn thấy bình luận chưa? Hôm nay các chị đã nhìn thấy bình luận chưa cả nhà? Đó, các chị bảo nhìn thấy chưa nhá. Cho em nhá. Để em lên cho chị nhá. Chào chị Lệ Nga này. Đây, đợi em đi ra em xem có cái. Đấy, hôm nay các chị nhìn thấy chưa thì bảo là chị nhìn thấy rồi nha. Ai mà nhìn thấy rồi thì bảo em. Nếu mà nhìn thấy rồi là ok nha. Ok rồi đấy. Rồi em mở hàng cái combo đầu tiên nhé chị ơi. Một da một xanh đen nhá. Mở combo một cái đầu tiên thấy rồi em ơi. Lê Tình rất rõ ràng thấy. Đấy, Lệ Nga này. Đấy, Lệ Nga em lên cái combo này cho chị combo nha. Thấy rồi em. Đó, ok các chị nhìn thấy rồi. Hey, Hoan Hô. Hoan Hô, các chị em đã nhìn thấy rồi. Đã nhìn thấy rồi. Hey, Vũ Thư chào chị. Tina Trần chào chị. Chào cô Chí Nguyễn, chào chị Nga Nguyễn. Em sợ nhìn thấy tí đã mất đấy. Hình như lại mất rồi này. Lại mất rồi các chị ạ. Đấy nó cứ được một lúc là nó mất ngay. Lại mất rồi kìa. Nó cứ lên một tí là nó mất à. Ai nhờ. Đi vào xem mấy người khác xem nào. Người ta đang like, ai like xem có bị giống mình không. Xem đầu tiên thì nó chạy. Mất rồi đúng không? Lại mất rồi đấy. Ở Facebook nó đang bị như vậy đấy các chị. Em vào em xem bất cứ của ai. Đầu tiên thì nó chạy bình thường. Trong vòng tầm mấy phút là bắt đầu nó bị à. Dạ. Đúng rồi, đến em mời chị nha. Lên cườm đi. Thế á, mọi ông không đặt được á. Thế bọn mày thử vào cái shop khác xem nào. À những cái chỗ khác này ta like xem nó có bị ẩn giống như nhà mình không nào. Đó. Ẩn rồi nè. Lại ẩn rồi đấy.
Đó, các chị ơi, em mở hàng cái like đầu like đi nha. Mở hàng cái đầu like cho chị nào lấy cái combo này dùm em. Hai cái kim sa rồi lát em lên cườm. Các chị muốn lại lên combo cườm không? Thì chia sẻ like giúp em đi các chị. Các chị ơi, chia sẻ like dùm em đi như thế này. Hôm nay em lại lên cho các chị là lên cái chia sẻ like để nhận quà tặng nhá. Để nhận quà tặng nhá hôm nay nhá các chị. Hôm nay tri ân khách hàng này. Lâu rồi hôm nay không có lên quà tặng. Đó, bây giờ em sẽ lên quà tặng cho các chị. Lấy con mala canh đấy. Thế hàng nào còn thì... Hôm nay em sẽ lên quà tặng cho các chị nha. Nên là ai có chia sẻ mà ai có chia sẻ nhiều thì là em Trang sẽ tặng quà cho các chị buổi trưa. Thì hôm nào cũng thấy mấy trăm người xem. Nên là trưa nay em chỉ cần cho chị 250 người thôi. Đấy, 250 người, mỗi người em tặng một áo. Không áo khác bỏ. Đó, 250 người. Em tặng mỗi chị một áo nhá. Các chị ơi lên đi. Nhưng mà các chị từ đi chỗ khác có bị như thế không? Cảm ơn chị Phạm Tùng. Các chị ơi, các chị xem những cái chỗ khác nó có thấy không? Đầu tiên thì bọn mình nhìn thấy hết. Nhưng mà tầm khoảng mấy phút sau là nó mất luôn. Là không nhìn thấy bình luận của ai nữa. Lâu lâu nó mới lên một cái thôi. Đó, thì cái của em thế lâu lâu nó chỉ lên được một người thôi này. Đấy, nhìn đừng có. Để lên quà tặng. Lên trưng cái gì quà tặng hàng mới hôm nay đâu rồi. À, lên cho cô cái lô mới về. Hôm nay em có mấy lô hàng mới về các chị ạ. Hôm nay em có mấy lô hàng mới về nhưng mà hàng dịch bệnh này em lười lên dã man luôn. Nó lên nhưng bao nhiêu lâu nó lên một lúc. Không có lên nhiều đâu. Với một cái mức này thì nó phải chạy liên tục đây này. Đâu? Lên đâu? Đâu? Lên đâu? Đứng im đi. Đấy. Nó một cái mức giá đang 1.400k thì nó phải bình luận nó chạy còn hơn ấy. Em thấy không? Chứ làm sao mà mẹ phải mấy phút mới lên một bình luận làm sao được. Đúng chưa? Nhìn thấy chưa? Có lên không? Đúng không? Nhưng mà cũng bị đúng không? Sao thế nhở? Con này là mua mắt ảo rồi. Phương Phạm, hôm nay nhận đi. Hôm nay lên đi. Hiếu ơi, có cái hàng gì có hàng đưa đây cho cô nào. À, cho cô cái xin kim sa màu tím mẫu mới, cái hạt dưa đẹp. À, cái hàng chéo chéo. Đưa đây. Đấy. Có áo lẻ nào không? Cái đấy còn nguyên cây à? Kéo rơi, kéo được. Đấy, để tặng mỗi người cái. Các chị ơi, chia sẻ lên cho em 200 người đang sẽ 250 người. Bình luận không chạy, đúng rồi các chị, bình luận nó không chạy. Do bị có vấn đề đấy. Nhưng mà máy chốt đơn của em vẫn nhìn thấy bình thường. Máy chốt đơn của em Trang vẫn nhìn thấy này. Chị Hương Thu, Dung Lê này, Bích Thủy này, Kim Phượng này, tất cả những cái máy chốt đơn em đang bình thường. Trời ơi các chị ơi. Cái này của em mấy trăm ngàn nè. Dày cực kỳ luôn, em cho các chị xem nè. Ô, đẹp lộng lẫy chưa? Ai muốn được cái này? Đẹp chưa? Nè, cái này là hôm nay là cao cấp cực kỳ luôn nha các chị, không phải là hàng thường nha nè. Đó, chị nào muốn có được cái này không đồng lên với em. Ôi, cái này nó đẹp. Trời ơi. Cái này các chị ơi, bữa tiệc nào sang trọng nó mặc nha. Bữa tiệc nào sang trọng nó mặc cái này. Cái này dành cho bữa tiệc sang trọng nó mặc được. Đẹp lắm. Đó. Em tặng màu này không đồng khi nào 250 người đang xem. Có chị Ngọc Tuyền Phạm này, Dung Lê, trời ơi nó đẹp như này mà các chị. Khi nào 250 người đang xem, em tặng cho mỗi chị một cái, ai có chia sẻ nhiều nha. Chia sẻ nha, chứ không phải là chia sẻ một lần mà nhờ đợi người ta chia sẻ để mình hưởng đâu nha các chị. Đó, chia sẻ like dùm em Trang đi. Đó các chị nhìn nè, đẹp chưa? Cái này mà lúc nào mà sang trọng, đi đâu sang trọng thì phải các chị ấm mặc cho em, đẹp không? Ôi ai mà được cái này thì ngất người luôn ấy. Ngất người ngày hôm nay luôn ấy các chị. Không đồng, ghim bài lên đi cho khách nhìn đấy con ơi.
Các chị ơi, khi nào chia sẻ lên 250 mắt đang xem, em tặng cái này không đồng nha. Có bình luận Trần Tươi, Phương Phạm, Hường Trần này, Dung Lê này, Ký Ước này. Em nhìn thấy tất cả của mọi người luôn. Nhưng mà các chị không thể nhìn được vì đây là do Facebook nó đang bị như vậy. Các chị vào bất cứ một cái Facebook con xem của ai đấy. Con mẹ bảo con đi ra xem mấy máy rồi xem. Tất cả bị à? Các chị vào bất cứ một cái live stream của ai đầu tiên. Đầu tiên nha, nó đang 1400k mà không có bình luận luôn. Máy trắng trơn luôn, máy chúng nó đều trắng trơn hết. Bình luận không chạy là do Facebook nó đang update phiên bản mới các chị ạ. Nên là các chị ơi, cái hàng tím đằng sau nha, hôm nay không phải là em bán mà cái hàng này hôm nay là em tặng cao cấp rồi. Do Facebook nó đang ẩn thì hôm nay em tặng hàng cao cấp cho các chị hẳn luôn. Đấy, đây một cái áo như này này các chị nha, cái này là quý phái sang trọng, đi đâu các chị cũng mặc. Còn bình thường không mặc được cái này vì hàng này hàng nó đẹp lắm, đẳng cấp cực kỳ luôn nha. Hả? 250 người thôi, 250 người đang xem, ai có chia sẻ nhiều thì được tặng quà không đồng. Đó, tặng một cái áo kim sa đằng sau hàng cao cấp ấy. Ẩn cái kia chưa? Bốt chưa? Đấy, rồi bắt đầu nhá. Chị ơi, lên 100 rồi, hơn 100 người rồi, cố gắng đi. Tặng không đồng các chị phải chia sẻ chứ không phải tự nhiên em tặng không đồng đâu. Các chị máy nha, không phải tự nhiên em tặng không đồng đâu. Các chị chia sẻ khi nào 250 người đang xem. Em nhìn thấy chị Trương Lợi nó tặng không đồng này các chị ơi nha. Phải lên cho em 250 người đang xem để em mới lên tặng quà không đồng cho các chị được. Tự nhiên tặng quà không đồng sao được, đúng không? Chia sẻ like lên dùm em. Cả nhà ơi, khi nào 250 người đang xem một cái áo lộng lẫy quá vào tay các chị không đồng kìa, là không mất 1000 nào luôn. Phương Xuân em có thấy chị này, Lê Tình có thấy, Loan Trần có thấy, Trần Tươi có thấy, thấy hết tất cả mọi người. Em Trang thì vẫn nhìn thấy các chị bình thường. Thủy Lan Lê em có nhìn thấy chị này. Đấy, Thủy Lan Lê em có thấy chị, em tất cả mọi người em đều thấy. Là phải chia sẻ khi nào lên mắt 250 người đang xem thì các chị được tặng một cái áo đằng sau là không đồng các chị. Đó các chị nha. Gì ở trong này mà cái gì đấy, nói gì em nghe đi. Là sao? Em nhìn thấy chị Bích Thủy chưa có chia sẻ nào, Hoàng Oanh chưa có chia sẻ, mới nhìn thấy có chị Phương Phạm đã chia sẻ cho em, Mỹ Linh Đỗ chia sẻ này, rồi chị Dung Lê chia sẻ này, Thúy Lan Lê chia sẻ này. Đấy, Bích Thủy thì chưa có chia sẻ. Các chị ơi, em vẫn nhìn thấy các chị bình thường nha, em nhìn thấy bình thường này, cái điện thoại này cô này chụp lại máy đó, em vẫn nhìn thấy bình thường. Nhưng mà mọi người thì không nhìn thấy, em nhìn thấy bình luận thôi các chị, không nhìn thấy bình luận của em thôi. Đó, chị Lệ Nga có chia sẻ này. Đấy nhá, những ai mà có chia sẻ em Trang nhìn, em Trang biết à. Đây máy em gợt lên, em gợt xuống này, em nhìn thấy này. Chị Kim Phượng có chia sẻ này. Đấy, Thái Hòa thì đây thấy Thái Hòa này. Đó, Diễm Hà thì không biết chia sẻ hay không, chưa hiện lên. Đó nha các chị. Đó, Lê Thị Dung có chia sẻ, Mai Trà có chia sẻ, Phương Xuân có chia sẻ nha các chị. Cái áo cao cấp ở đằng sau chưa bao giờ em lên và chưa bao giờ em bán. Đấy, cái đấy chị nào muốn lấy không đồng thì hôm nay chia sẻ cho em lên 250 người đang xem. Bình luận nhiều dùm em với các chị nha, các tất cả những cái bình luận các chị em đều nhìn thấy. Rồi em lên combo này nha, combo kim sa. Chị nào muốn màu gì, hàng gì cho em lên.
Chào Duyên Nguyễn, chào Ký Ước, chào chị Diễm Hà, Hương Trần đều nhìn, em nhìn thấy hết rồi. Đó, đây là em cho combo mã đầu tiên, các chị muốn mua kim sa mua ren. Các chị muốn lên ren hay lên kim sa đầu tiên em cho các chị chọn đi. Em vẫn nhìn thấy tất cả mọi người ở trên live của em nha. Nhìn thấy tất cả bình luận của các chị và những ai có chia sẻ em đọc có đúng không nha. Chị Nguyễn Hồng có chia sẻ, Kiều Diễm có kia chia sẻ, Ký Ước có chia sẻ, Duyên Nguyễn có chia sẻ, Hường Nguyễn có chia sẻ, Xuân Hương có chia sẻ. Đấy, chia sẻ đấy, những người đều là có chia sẻ các chị nhá. Chia sẻ và bình luận lên cho em khi nào 250 người đang xem. Em trang tặng mỗi người mà áo không đồng, trị giá không có đồng cho các chị. Hương Trần ở đây, em lên cho chị đây, chị Kim Sa đi em. Kim Sa đi đúng không? Thôi bây giờ em bán cái các chị muốn bán combo. Nếu mà một áo như này em bán 350. Còn nếu các chị mà lấy combo một đôi là em bán 550, 550 ngàn một đôi. Em nhìn thấy Tina Trần này, em nhìn thấy chị Vinh Đinh này. Đó, Tiên Hoa, Lương Nguyễn, em nhìn thấy hết. Tất cả các chị em đều nhìn thấy. Chúc em bán hàng đắt nhé. Cảm ơn chị Duyên Nguyễn. Nha, em lên mã đầu tiên này, kim sa một combo một đôi như này. Chị nào lấy cho em màu da và màu đỏ đô. Em mở hàng cái livestream đầu tiên đi, em cho hai màu đẹp nhất luôn này. Màu da và màu đỏ đô. Cho em trang hàng này bao nhiêu ạ? 550 ngàn mã đầu tiên nha. Cho chị nào may mắn chị nhận được cái combo đẹp này nha. Chào em, chào chị Anh Nguyệt Ngô. Các chị ơi, các chị cứ xem đi. Em đều nhìn thấy tất cả mọi người. Tại vì do Facebook nó đang update, đâm ra là update phiên bản mới, đâm ra các chị không nhìn thấy được. Thì ai lên cái gì em trang vẫn nhìn thấy. Nhìn thấy tất cả mọi người, yên tâm. Chào Nga Quỳnh. Đấy, chào chị Anh Nguyệt Ngô đấy. Lâu lâu nó lại lên một người bình luận này. Rồi, chị ơi, gia đình cơm lành canh ngọt chưa chị? Kệ đi chị. Em chả quan tâm, em như cơm bữa chị ạ. Mình chán chả buồn nói thôi, việc ai người làm. Rồi cả nhà mình ơi nha, em lên cái này chị Di Di ạ, không sao chị nha. Nè đấy, ai lấy cái này ok cho em trang. Chị nào lấy cái combo mã đầu tiên cho em mã số 1 đi các chị ơi, kèm chia sẻ like dùm em nhá. Khi nào lên 250 người đang xem, em tặng mỗi người máu ở đường sau của em này, trị giá không đồng nha. Cho em mã 1. Các chị chia trẻ đi cho các chị. Chị ơi, Phương Phạm cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi cảm ơn Gigi, cảm ơn tất cả mọi người. Các chị ơi đây này, một cái áo cao cấp như này này. Ở bên ngoài nó đẹp. Trời ơi, tuyệt trần luôn. Đây đưa cho cô cái kia đây, để cho cô cho mọi người nhìn qua cái. Đó, đây này, đâu cái tím đằng sau để quà tặng ấy. Đó, rồi ai lấy mã số 1 cho em 550 ngàn hai áo. Đây là các chị ơi, các chị sẽ được tặng đây này. Được tặng một áo như này nha, 2 mét, không đồng. Khi nào mà hiện, khi nào mà Facebook của em lên 250 người đang xem, em tặng không đồng mỗi chị một áo này. Áo này nha các chị, không đồng mỗi chị một áo này cho em. Ok chưa? Cực kỳ là đẹp luôn, em để đây. Khi nào lên 250 người đang xem, em tặng không đồng luôn các chị. Đó nha. Đó, ok, không quà tặng rồi. Không quà tặng, ai cũng có quà. Các chị ai mở hàng cho em đi. Mã số 1 nè, 550 ngàn một đôi. Các chị muốn lấy màu gì với màu gì? Đấy, mọi người kim sa hay là em lên từng áo một. Các chị muốn mua combo hay là mua từng áo một để em trang lên cho nó dễ. Các chị, hay là em bán từng áo một cho các chị nhá. Nhá cả nhà, em bán từng áo một nha. Các chị muốn từng áo một, đó là combo nào, để em trang lên nào. Hóng quà tặng, chia sẻ like dùm em đi, kiểu gì cũng có quà tặng. Mỗi người một cái không đồng. Khi nào lên 250 người đang xem, mỗi người một cái không đồng nha. Mỗi người một cái không đồng. À, chị Thi Trung Thu Nguyễn ơi, cái hàng hôm nọ 1,6 triệu ấy, em còn một hai màu ấy, chị yêu mở hàng cho em đi. Em tính cho chị 800. Em bán lỗ cho chị một cái, chị mở hàng cho em đầu like cho nó may mắn đi. Ok không chị Thi Trung Thu Nguyễn? Ok thì em lên cho chị cái hàng đấy. Cái hàng hôm vừa rồi 1,6 triệu đấy.
Thủy Phạm chia sẻ nhiều quá, mong thấy chị đọc tên. Em có đọc tên chị rồi mà. Em có đọc tên chị rồi đấy. Thủy Phạm có chia sẻ này, Lê Tình thì chưa thấy chia sẻ, Kim Phượng có rồi, Mến Nha Đam thì chưa thấy có chia sẻ. Đấy, đấy là những cái người mà em nhìn thấy đấy nhá. Ai chưa có chia sẻ thì em đọc lên nha. Đúng rồi, nó bóp tương tác lắm chị ơi, nó bóp lắm, nó bóp nghẹt luôn. Bây giờ làm ăn khó khăn lắm, bây giờ nó không cho like, nó bóp kinh lắm các chị ạ. Nó không có cho like nữa ấy. Kim Sa Đen ở phía sau chị, cái màu đấy là màu tím, Phương Phan Thảo em không có bán chị ơi. Để đấy khi nào 250 mắt xem em tặng mỗi người báo không đồng. Đấy, hello chào mọi người, chậm chia sẻ đi. Đấy, chị Lê Thị Dung này, đó lên 110 người đó chị ơi, 250 người thôi, 250 người mỗi người được một áo, ai có chia sẻ em Trang sẽ tặng không đồng luôn cho các chị luôn. Đấy nhá, tặng không đồng cho các chị luôn. Đây này em nhìn thấy ấy. Lê Thị Dung có chia sẻ, Phương Xuân có chia sẻ này, Mến Nha Đam mày chưa nhìn thấy đó, chưa nhìn thấy em, ai là em nhìn thấy hết luôn nha các chị, ai là em nhìn thấy hết. Thôi được rồi, em lên mẫu mới đi các chị ơi. Mẫu này là mẫu vừa mới về nhá, hàng của Thái Lan, mẫu mới toanh toành toành bên em mới về này, bông nó xinh cực kỳ luôn đây này. Đó, hàng Thái Lan vừa mới về cho em. Chị nào lấy cái áo này ok nhanh tay cho em mở hàng đầu like một áo này. Hàng này của em 450 mà áo hàng Thái. Các chị nhìn này, chất liệu này, nó dai như này này các chị này. Đấy nhá, màu này là màu cánh gián, màu đen cánh gián, 450 áo này. Giờ em vừa mới về em mở hàng cho chị nào may mắn đầu tiên 300. Cái này là mẫu mới của em, hoàn toàn vừa mới về các chị nhá. Đấy, đi bao nhiêu chặng đường từ bên Thái Lan về tới Việt Nam đấy các chị, không phải là đơn giản đâu nha cả nhà. Đấy nè, màu đen cánh gián cho em bông này, đính đá nó nhiều lắm luôn. Đấy các chị thấy không, đẳng cấp luôn. 450, hôm nay vừa mới về, đen cánh gián. Chị nào lấy em tặng mỗi người mà áo đầu like đi cho nó may mắn đi. Thực sự là em bán lỗ, em bán lỗ lắm luôn đấy các chị. Nè, đầu like cho em màu đen cánh gián 300k áo này nha. Chào chị Đặng Yến này, chào chị Lương Nguyễn này, chào tất cả các chị, chào mọi người. Các chị ơi lên chia sẻ bài viết lên cho em đi, 250 người đang xem, tặng mỗi người mà áo nha. Đó, đẹp chưa các chị nè. Rồi chị nào lấy cái này cho em màu đen cánh gián, em tặng 300k, mở hàng đầu like một áo 2m đen cánh gián. 110 người đó chị ơi, 110 mấy rồi, lên đi, lên đi, lên. 250 người đang xem, em tặng mỗi chị mà áo đi các chị, chứ bây giờ Facebook nó đang bị ấy, bình luận nó bị ẩn đi nha. Đẹp không cưỡng nổi, Lê Thị Sáu đấy các chị. Rồi 100, gần 120 người rồi, lên đi cả nhà ơi nhá, lên cho em đi các chị, lên nhanh cho em đi nè. Đó, đây à. Rồi ai lấy cái này cho em đang ngóng nhá, mở hàng đen cánh gián đầu like cho em này. Các chị nhìn này, nó đẹp như này đây này cả nhà. Đấy nha, nó đẹp như này. Rồi ok, chúc mừng chị Thủy Phạm này, mở hàng cái đầu tiên nha chị. Bỏ cái này ra đi, bỏ máy ra đi, để cô đỡ phải nhìn vào đấy. Rồi ok chị Thủy Phạm này. Rồi chị nào lấy cái đen cánh gián nữa ok cho em nha. Màu này đẹp mà sang lắm luôn các chị này, đen cánh gián này, nó đính đá này. 450 em về không dịch là cái này 450 đó các chị, không có cái giá này đâu. Em Trang không nói dối với chị đâu, nhưng vì dịch bệnh quá em bán lỗ tiền để em mở hàng cho các chị đầu like cho nó may mắn nha. Chị Dương Xuân cho chị một áo ok chị này. Đấy, có lót 100k nha chị Dương Xuân. Ok chị này, lót 100k luôn. Rồi chị nào lại đen cánh gián nữa cho em 300 ngàn một áo thôi các chị. Nó đẹp tuyệt vời là đẹp luôn cho em, và co giãn cho em, đính đá pha lê như này nha. Hàng Thái Lan, chuẩn Thái Lan luôn các chị này. Đấy nha các chị, nhìn này, đẹp lắm luôn cho em. Rồi đen cánh gián hai áo, chị nào lấy đen cánh gián nữa cứ lên cho em nha. Rồi chị nhà may Thúy Đạo ok chị đen cánh gián. Ok chị Hà Hoàng đen Hoàng Hà đen cánh gián. Rồi Đường Hường một áo đen cánh gián. Chị Đường Hường ơi, cái đơn 1,6 triệu sao bảo không có tiền lấy, mà bây giờ lại chốt thêm đơn chị. Nhà may Thúy Đạo lên chưa? Có số điện thoại chưa? Hả?
Chị nhà Mai Thúy Đạo ơi, cho em số điện thoại đi. Chị Đường Hường ơi, chị còn một cái đơn 1 triệu mấy sao bảo không có tiền lấy và bây giờ lấy thêm hàng à chị? Chị ơi, nghe em nói không, đưa cái đèn cánh dán lại đây. Cái đấy 450 nhá các chị. Cái đấy 450k. Vì dịch bệnh em tặng cho các chị có bao nhiêu? 300 ngàn áo 2 mét ren thôi. Nhà may gì? Nhà may Thúy Đạo cho em trao số điện thoại. Ok chị yêu. Rồi, rồi. Ai lấy nữa chị Đường Hường ơi, chị có chắc lấy dùm em không? Chứ chị đang còn cái đơn hơn 1 triệu mà bảo bây giờ chưa có tiền lấy thì bây giờ lấy tiếp cái hàng này thì làm sao mà em gửi được cho chị? Hả chị? Nha. Nè các chị nhìn này. Màu đen cánh gián cho em. Nếu không dịch là về cái này là 450 các chị, vì dịch em bán lỗ tiền, em xin tương tác đầu like nhá. Em xin tương tác, chưa bao giờ có một cái ren nào mà hàng Thái Lan đính đá nó ngập ngụa như này mà hàng dài như thế này, cao cấp như này mà em trang bán có bao nhiêu. Đâu chồng Mai ý. Đầu chồng Mai là sao? Chị nói gì? Đầu chồng Mai là gì? Dấu chồng. Dấu chồng, dấu chồng Mai ý là sao? Dấu chồng Mai. Dấu chồng Mai. Các chị ơi kìa. Gần 150 người rồi, lên đi các chị. 250 người, mỗi người được mặc áo không đồng ở đằng sau của em. Đây cái áo cao cấp này. Nha. Lên 250 người xem, mỗi người được một cái áo không đồng này. Mà ai có chia sẻ dùm em nha các chị, có chia sẻ mới nhận được cho em nha. Chia sẻ mới nhận được cho em cái áo đó các chị nha. Có chia sẻ được tặng quà không đồng cho em. Rồi cả nhà ơi, màu đen cam này. Em có cái đen cam hàng vừa mới về luôn nha các chị. Thủy Phạm bảo lắm qua cái màu đấy đổ, đổi cho chị Thủy Phạm sang màu vàng đồng chưa? Thủy Phạm lấy cái màu đỏ vàng mà hôm qua tao bảo bọn mày ấy, đổi sang cái màu vàng tốt quá. Ủa hôm qua, à cái đấy có, con để trong cái hộp, hôm qua anh còn đổi sang vàng đồng, anh còn đi thế. Anh Vũ ấy. Đưa sao con lại xé giấy đưa cho chúng nó trả lời kiểm tra đi. Không bao giờ bọn mày như thế. Gọi không được, đang có đơn 1.680.000. Ai? Đường Hương. Đang bảo chị Thủy Phạm cái kìa, liên quan gì mà Đường Hương. Anh Vũ hôm qua anh ghi cái Thủy Phạm rồi mà. Thế anh không kiểm tra trong hộp đấy à? Rồi, cho em màu này là màu đen cam các chị. Trời ơi cả nhà ơi, cái bông nó xinh. Em nói thật với các chị, cái bông nó xinh lắm. Xinh cực kỳ là xinh luôn cả nhà. Đó, xinh chưa? Nè em cho cả nhà mình xem, cái bông nó xinh lắm nha. Cái bông xinh cực kỳ luôn. Đó hàng nè. Hàng này của em bao nhiêu về em like 450. Vì dịch bệnh em bán đầu like cho các chị. Mỗi người một áo đây nè. Giá bao nhiêu? 300k áo này thôi nha. Chị Đường Hường lại lấy áo có lót kìa. Nó nhân viên em đã ở có 1.6 triệu chưa có liên hệ được kìa. Bây giờ sao chốt cho chị? Vừa gọi không nghe máy. Chị nghe máy đi dùm em cái nha. Rồi cho em màu đen cam này. 300 màu đen cam. Ôi bông xinh không các chị? Bông xinh không? Mẫu mới hoàn toàn luôn đấy. Em cũng vẫn phải về mới cho các chị. Dịch bệnh ế như thế em vẫn phải về mẫu mới cho các chị. Có mẫu nọ mẫu kia cho mọi người. Đó nha. Đây ai lại ok cho em? Màu đen cam. Khổ dài miên man luôn các chị thấy không? Rồi đen cam cho em 300 luôn nha. Dịch bệnh em bán 300 luôn cho các chị luôn. Các chị ơi lên đi, 250 người đang xem. Em tặng mỗi chị một áo không đồng nha. Chị bảo mai chị lấy thế, chốt cho chị cái này đi. Chốt cho chị cái này đi, cái đơn đấy mai chị lấy kìa. Rồi ai lại cái này ok cho em này. Trời ơi đẹp chưa, đen cam. Đen cam ok cho chị Ngọc Linh Nguyễn. Ok chị này, Ngọc Linh Nguyễn ok chị. Rồi Phương Hằng Lan ok cho chị một đen cam có quần. Quần 100 nha chị. Đang coi live, shipper gọi ra lấy hàng của bên chị tháo ra, ưng hết sức. Cảm ơn chị bé Kem. Cảm ơn bé Kem nhiều nha. Đây, bé Kem đây. Cảm ơn chị. Trời ơi, bây giờ nó không cho chị thấy bình luận cho khách xem. Ngày nào cũng đây này. Đây.
Các chị em không có đọc linh tinh đâu nha. Nè, Facebook giờ có người không cho like. Thế à chị Trần Tươi? Đó, sợ chưa? Dã man nhỉ. Facebook bây giờ sao nó bóp tự nhiên, cái chính sách bây giờ nó làm sao á các chị ạ? Nó bóp hết lại, nó không có cho like, nó là chết rồi. Đó rồi cả nhà ơi, ai lại cái này cho em đen cam nha. Bao nhiêu? 300 một áo. Có chị ơi, em vẫn đang còn không có vui vẻ gì, em vẫn bán bình thường các chị nha. Ai lấy cái này em nói thật, chị nào may chị lấy cái này hôm nay em cho luôn. Màu đỏ đô có cái đây, cái này hôm qua bán hết rồi, bây giờ còn cái để tỏi đây. Chị nào em nhìn thấy nó nằm ở đây em vừa like đấy, chị đây đỏ đô ngay ngoài này này. Chị nào lấy cái áo này cho em trang tặng cái áo này luôn, 200 bao nhiêu, 80 ngàn. Chị nào may chị được cái áo kim sa này, 280 đó nha các chị ơi. Màu đỏ đô nó đẹp này này, hàng 400 mấy 500 bây giờ em bán các chị 280 màu đỏ đô nha các chị. Em bán hết sạch luôn cho các chị luôn, sell luôn. Rồi màu đỏ đô cho em. Cái hàng giống như cái màu tím Huế đang có màu gì? Cây tím Huế to to mới mang bên kia về. Rồi các chị ơi, chị nào lấy cái áo này cho em này. Đó nha. Nha, ai lấy cái này ok cho em trai. Đấy màu đỏ đô. Em tặng cho các chị giá bao nhiêu? Đỏ đô 280k một áo, 2m ren, lót 100k một lót cho em nha, màu đỏ đô. Các chị ơi lên đông đi, lên cho đông đông đi rồi em lên 250 người đang xem, mỗi chị mà áo không đồng ở đằng sau kìa. Dạ, chị Thu Nguyễn em có nhìn thấy này chị gái. Em vẫn nhìn thấy bình thường nha. Thu Nguyễn có chia sẻ này, Sương Nguyễn có này, Đường Hường thì chưa. Đó, chị Phương Phạm có rồi, Mai Trần thì chưa. Trần Tươi có chia sẻ. Đó các chị nhá. Bào Quang Hiền chào chị, Rose Trần chào chị. Để Thu Nguyễn em cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị rất chi là nhiều nha chị. Đó. Rồi chị nào lấy màu đỏ đô cho em. Rồi các chị ơi, 140 mấy rồi kìa. 140 mấy rồi các chị ơi. Hôm nay em Trang chắc chắn là phải bị quà rồi đấy. 250 người đang xem. Em Trang tặng mỗi chị mặc áo không đồng nha. Đó các chị. Rồi cả nhà ơi, em có cái này này. Các chị ơi này, màu da, da cho em này, 380. Chị nào lấy da, em có ba, có mấy cái da đây này. Em cho 200 luôn, cho nó nhanh gọn lẹ đi cho nó nha. Em tặng các chị 200 gáo này. Các chị thử nhìn thử xem này. Đó, chỉ kim tuyến đính đá pha lê nó như thế này mà 200 ngàn các chị. 200 ngàn áo này màu da nha. Em có mấy áo màu da thôi. Chị nào lấy ok cho em. Chứ không có hàng đâu nhá. Chị màu da này. Đấy, màu da có 200 ngàn thôi. Chị Thủy Phạm ok chị màu da này. Rồi màu da chị nào lấy. Mua mấy lần đều ưng ý, giao hàng nhanh. Cảm ơn chị Mến Nha Đam nhiều. Trời ơi, sao những cái bình luận này khách không nhìn thấy được nhỉ? Hả? 200. Trời ơi, nhân viên em bảo ô cô, có 200 thôi à. Nó tưởng là con bé nhà em nó ghi nhầm. Nó ghi lên cái báo 200, nó tưởng con bé nhà em ghi nhầm đó chị. Em không biết nói gì đâu. Hay chẳng lẽ em phải nghỉ mấy ngày. Em nghỉ để cho Facebook nó bình thường. Em bán lỗ quá các chị. Thực sự bây giờ bán lỗ. Bán 200 thế, mày ra đây mày bán cho cô cao hơn tí đấy. Rồi đỏ đô ok cho chị Nguyễn Sinh. Rồi em lên màu da này, em vẫn còn màu da nha. Nó xót xa cho chủ nó các chị. Rồi các chị ơi, ai lấy màu da này em cho 200k áo này luôn. Đây nè, chỉ kim tuyến đính đá pha lê như thế này. Nguyễn Xuân còn chưa in được cái này. Đó, 150 người đến nơi rồi cả nhà ơi. 150 người đến nơi rồi. Thằng Vũ đâu rồi? Chị mua tím 300k đó. Đinh Hạnh cảm ơn chị nhiều. Sang bên này. Rồi 150 người đang xem được. Các chị ơi cố gắng lên đi.
Cả nhà ơi, hello các chị. Lên 250 người đang xem, em tặng mỗi chị một áo nha, 0 đồng. Ở đằng sau đấy, cái màu kim sa tím ở đằng sau đấy. Đẹp xuất sắc luôn. Đấy, Đinh Xuân màu đỏ đô kìa, 280. 280 đỏ đô. Chào chị Mai Trần, được rồi đi ra đi. Đỏ đô. Đâu, đỏ đô 280. Rồi, cả nhà ơi, đây màu da. Đấy nha, màu da này. Đẹp cực kỳ luôn, tuyệt vời, bông này. Bông xuất sắc chưa? Các chị nhìn bông dày à? Bông này. Nha, 200k áo này cho em. Đẹp ngất người luôn. Da ok cho chị Diễm à. Rẻ quá các chị. Ôi, Mộc mới về cái like đang như này không thể nào bán được đâu. Đang bóc này. Mộc mới về cắt đi các con này. Mới về không thể nào mà lên được đâu. Em không có bán nha chị. Tím kim sa phía sau bao nhiêu một mét em? Cái đấy để tí là lên 250 người em tặng nha các chị. Em tặng cho chị mỗi người mà áo. Khi nào lên 250 người. Đấy, chào chị Mai Trà. Chào tất cả các chị nè. Rồi, màu xanh lá em cho 200 luôn này. Chỉ kim tuyến như này. Chị nào lấy em cho 200 cái áo này luôn. Nè, đính đá pha lê như này 200 luôn, xanh luôn. Đó, màu xanh luôn. Các chị ơi, lên cho em đi. Lên đông đông cho em, đừng để tụt like của em. Chán thật, like không nhìn thấy bình luận, bực mình ghê. Rồi cả nhà ơi, nhưng mà các chị gợt ra, các chị gợt xuống lên cái có thấy bình luận không? Ví dụ các chị gợt như này này, ấn lên là thấy mà, em thấy mà. Mọi người thử làm cái thêm nào. Rồi, ai lấy cái này cho em xanh lá, em cho luôn bao nhiêu? 200. Chào chị đẹp Su Su, chào Đinh Thị Toàn. Toàn chị ơi, ren may đầm dạo hội chỉ có kim sa thôi thì may đẹp nha, may kim sa thì đẹp. Đỏ đô bao tiền chị ơi? Em tính có 280 à? Hàng ấy 500 em sell có 280, chị lấy lót em cho 100k lót nữa. Rồi Nguyệt Huỳnh ok chị, xanh này. Rồi xanh lá em còn hai áo nữa nha. Nguyệt Huỳnh xanh này. Các chị ơi, 140 người rồi, lên 250 người đi. Ai có chia sẻ tặng cho mỗi chị một áo 0 đồng màu tím ở đằng sau nha. Nguyệt Huỳnh xanh lá rồi, tiếp đi ạ. À, ai xanh lá nữa cho em? Chỉ kim tuyến đỉnh đá pha lê như này mà có 200 ngàn thôi các chị. Nó rẻ như bùn luôn ấy. Nè, đây, cả nhà nha. Xinh chưa, đẹp không? 200 thôi. Một áo em còn hai áo nữa. Nè đấy các chị. Hàng đẹp lắm luôn ấy các chị ạ. Mà giá rẻ, rẻ như bùn luôn ấy các chị ơi. Nè đó nha. Rồi màu xanh lá chị nào lấy nó ok cho em. Không phải máy đều đâu chị. Khánh Ngọc nhận được hàng rồi, bao phê nhé bà chủ trang. Em ơi chị, tôi dùng kinh đợt bao phê luôn. Mày ngồi luôn lên đây này. Xem xanh có ban hoa to trên hàng 2 là cái nào nhỉ? Hàng 2 là cái nào nhỉ? Các chị ơi đây nè, cái này em cho cái này nè. Màu tím luôn. Tím này hôm nọ chị nào bảo em mua 300 đấy đúng không? 308 em sell xuống 300, hôm nay tính cho chị 200 luôn một áo này. Đấy, tím Huế cho em. Cảm ơn Khánh Ngọc nhiều chị nhá. Cảm ơn chị, xanh lá ok Lê Mai Lan này. Các chị ơi, mấy hôm nay Facebook nó đang có vấn đề. Mẫu màu dâu vừa đưa. Mẫu màu dâu đây 300 chị, mẫu mới về em lười không muốn like. Màu dâu đấy 450 mà vừa mới về. Tím Huế Đỗ Nghi ok chị này. À, đẹp mà rẻ nữa. Cảm ơn chị Duyên Nguyễn. Trời ơi, làm sao khách em nó không nhìn được cái bình luận, nó đau lòng. Ôi ôi, bực mình ghê cơ. Mày Facebook với Facebook bây giờ nó làm kiểu gì. Các chị xem bất cứ ai, các chị vừa vào thì nó chạy, nhưng mà đứng im là một lúc là nó không chạy.
nha. Rồi tìm Huế Đỗ Nghi, rồi tìm Huế ai nữa, cô Lê Mai Lan này, cô lấy cái tìm Huế này nữa đi này. Trời ơi nó đẹp mà nó rẻ quá cô ơi. Từ 380 bây giờ còn có 200 ngàn. Tôi không hiểu đang bán cái gì luôn, em còn không hiểu đang bán cái gì luôn đấy các chị nha, em không hiểu nổi em luôn á. Rồi cái màu dâu lúc nãy chị hỏi là cái hàng mới về đấy chị, cái đấy 300 chị. Cho em lót với quần Đỗ Nghi. Đỗ Nghi lấy lót quần luôn con. Rồi chị nào lấy nữa ok cho em này, màu tìm Huế cho em, đẹp chưa? Nha, 200. Quay được hai chiều cho các chị xem. Cực kỳ xuất sắc. Hoa sáng trên nền xanh than. Đó, các chị ơi. Nè. Đó, đẹp chưa? Thì mới ok cô Lê Mai Lan. Bữa nào xem chia sẻ hoài thôi. Trương Hạnh cảm ơn chị nhiều nhá. Trương Hạnh cảm ơn chị này. Đó. Rồi ai lấy nữa ok cho em. Tìm Huế ok cho chị Hòa Sinh. Hòa Sinh. Lấy cho chị một áo đó đi. Diễm Hà đưa cái màu dâu cà rốt mẫu mới cho chị Diễm Hà này. Cái màu dâu cà rốt mẫu mới 450 vừa về. Rồi em qua. Đây em cho chị nha. Này mới về luôn đấy chị ạ. Trời ơi đẹp. Đẹp lắm chị gái yêu ơi. Cực kỳ là đẹp luôn. Em không muốn like. Cái view này em không muốn like. Like mẫu mới. Ý là view này em không muốn bán mẫu mới. Các chị nhìn này. Em ở 23 Tân Tiến phường 8 Tân Bình. Cho em hỏi lại một lần nữa, mình bán ở đâu, em làm nghề thiết kế muốn qua mua. Em ở 23 Tân Tiến phường 8 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh nha chị Lara Bùi. Lara Bùi. Đấy nha, đây màu hồng đào cho chị ấy này. Mẹ in cái hồng đào cho chị chưa? Hồng đào cho chị gì nhỉ? Diễm à. Nè, hồng cà rốt. Rồi các hàng vừa giờ 200 còn màu gì hết màu rồi à? Hết màu rồi à? Cái hàng vừa rồi 200 hết màu rồi à? Đây này màu đỏ, cái này đẹp sao ấy. Màu đỏ rồi màu thuốc kìa, bê vào cho cô lấy. Cô cứ vừa đi like vừa đi lấy hàng thôi. Mất thời gian thật. Rồi đây các chị ơi nè, em có cái màu đỏ tươi này nha. Chế nào mà làm áo cưới cô dâu thì thôi rồi. Em nói thật các chị, hôm nay lấy luôn mấy cái này đi cho em. Đỏ đô 200 chị, cái màu này đỏ đô hết rồi. Cái này em còn đỏ tươi chị ơi. Nha. Cái này em còn đỏ tươi nè. Đỏ tươi này em về nhiều. Em nói thật các chị, em không nói sai một, các chị một câu nào. Em bán cái áo này đang lỗ ít nhất là 100 ngàn. Là rẻ rách rồi là 100 ngàn. Còn em nghĩ là phải hơn 100 ngàn cơ. Nha, em chưa tính ra được cái giá trị của nó. Đây em cho chị xem bông này. Bông từng cái cánh từng nó dày như này này. Các chị về xem cái áo này, các chị mua 200 ngàn xem mà nó dã man như nào này. Đó nha. Đính đá pha lê hàng đẹp như này, cùng tông màu. Các chị cứ về xem cái chất liệu hàng bên em nó dày đến mức độ như nào và hàng đẹp nào. Có 200 ngàn màu đỏ tươi. Cái này mà ai làm áo cô dâu hoặc nhà có tiệc tùng cưới xin hay là anh em họ hàng có, đấy sắp tới có việc gì các chị mua cái áo này tặng thì em nói không còn gì để mà nói nữa nha. Có 200 ngàn thôi. Các chị biếu người ta một vài triệu người ta không quý mà 200 ngàn cái áo dài như này đẹp quá đẹp luôn. Rồi ai lại cho em cái màu đỏ này. Màu đỏ 200k. Chị nào lấy ok dùm em nhá, màu đỏ cho em. Các chị ơi, view không lên được, cứ lên lại tụt là sao nhỉ? Mọi người không nhìn thấy bình luận, cứ lên là tụt. Đó. Cho khách lạ không dám, người ta không có nhìn thấy bình luận ai, người ta dám mua mãi. Đây là toàn khách quen thôi. Các chị là toàn khách quen của em thôi, chứ người lạ vào đầy, người ta vào, người ta không dám mua, người ta ra vì đâu có nhìn thấy bình luận gì đâu mà ai dám mua, đúng không? Mua hàng cái gì cũng thế thôi. Bây giờ mà bình luận mà không có thì không có một người nào mà người ta dám vào người ta mua hàng cả. Đó.
nên là em không biết phải làm sao luôn. Màu đỏ ok cho chị Đỗ Thuận này. Rồi màu đỏ ok cho chị Hạnh Phương Nguyễn ok chị này. Rồi đỏ tươi ok cho chị Phạm Tính này. Đó. Đây chị, em nói thật với chị, em bao chị luôn. Về nếu mong đẹp các chị cứ đợi cho Facebook lên lại, các chị lên chửi vào mặt em cho em cái áo này. Nó đỏ nó đẹp như này cơ mà chị nè. Ôi đẹp chứ, có 200 ngàn thôi chị. 200 ngàn thời buổi này đấy. Có 200 ngàn cái áo này thôi. Nha, màu đỏ, ai lấy đỏ. Rồi ok cho chị Kiều Diễm đỏ này. Đó, bán toàn người quen, cứ mua đi, mua lại. Bây giờ không biết là khách lạ ở đâu luôn. Khách lạ ai người ta dám mua đâu. Tại vì sao người ta đâu có biết mình. Chán. Các chị yêu của em ơi, cái màu này, màu ruốc này em có mấy áo thôi đây nè. Đây nha em, người thật việc thật, em không có nói dối các chị này. Chỉ Kim Tuyến nè, pha lê cùng tông màu luôn này. Chỉ Kim Tuyến pha lê cùng tông màu như này nha. Mà em bán cho các chị có 200 ngàn áo này thì các chị thử xem là nó rẻ đến mức độ như thế nào. Còn không còn rẻ hơn được nữa. Đấy, em bán lỗ là ít nhất 100 ngàn. Đấy là ít, cực kỳ là ít rồi. Là 100 ngàn. Một đỏ tươi ok cho chị Yến Phạm Phương. Hello Trang, hello chị Lê Loan. Đấy. Rồi màu ruốc cho em. Chị nào lấy màu ruốc ok cho em này. Màu ruốc đẹp chưa các chị? Các chị nhìn cái bông của nó này. Bông vừa bông mà hàng như thế này mà đi bán có bao nhiêu? 200 ngàn. Nè, ruốc bữa chị mua 280 đấy. Xuân Mai em nói dối chị đâu. Toàn mua 300 với 308 rồi 280. Bây giờ bán các chị có 200 ngàn. Thực sự em có nói dối các chị câu nào? Không bao giờ luôn. Đó nha, em tính luôn 200. Ai lấy màu ruốc ok cho em? Ruốc đẹp chưa? Đỏ tươi cả lót mến nha, đam ok chị. Rồi chị nào lấy ruốc ok cho em này. Màu ruốc sang tây quá trời luôn. Hoa 10 giờ. Chị ơi, Bùi Thị Nga ơi, nó do là bị Facebook nó đang bị đấy chị. Facebook nó có vấn đề đấy chị ơi. Do Facebook ấy, ruốc ok chị Ngọc Yến Thiện Tâm này. Nhá, Facebook nó đang update phiên bản mới đấy. Đâm ra là nó bị ấy chị. Cho chị hai đỏ cả lót ok chị Lê Thị Hồng này. Ngọc Yến Thiện Tâm hôm nọ chị xả hàng ra, chị đừng xả dùm em nha. Chị Lê Thị Hồng lấy hai áo cho em số điện thoại đi chị ơi. Hai áo đỏ cho em số điện thoại đi, ruốc 3 mét ok Hương Lưu Phạm này. Ngọc Yến Thiện Tâm ơi, chị đừng có hủy đừng có xả đơn của hai em nha. Lê Mai Lan ok chị này. Rồi đỏ lót em nhé, Đỗ Thuận ok chị này. Đấy. 200k một áo 2m ren, chị nào muốn lấy lót 100k một lót cho em. Nha. Đỗ Thuận đỏ lấy lót luôn. Chị Ngọc Yến Thiện Tâm ơi, chị cố gắng đừng xả hàng của em nha chị gái nhá. À Lê Thị Hồng cho em số điện thoại đi chị ơi. Chị lấy hai áo đỏ, hai áo đỏ có 400 ngàn thôi chị lấy lót thêm 100k một lót, hai lót 200 nữa. Một cái áo đấy ngày thường chị mà đi ra ngoài mua phải triệu mấy một áo, không có cái giá đấy đâu chị nha. Chẳng qua là dịch bệnh đấy, em bán thì em xin tương tác của mọi người. Để em lấy tương tác của mọi người mới có cái giá đấy, chứ không có cái giá đấy đâu chị. Rồi Phạm Tính ok, em bán lỗ cực kỳ là nhiều tiền luôn á nha. Phạm Tính ruốc ok chị này. Bằng Sơn ruốc ok chị này. Chị gì vừa lấy hai áo đỏ cho em số điện thoại đi chị. Cái gì? Lê Thị Hồng cho số điện thoại đi chị ơi. Phạm Tính rồi Bằng Sơn kìa. Ai lấy lót ghi lót cho em. Chắc là hết ruốc rồi đấy. Chắc ruốc hết rồi đó. Có từng này mà từng bao nhiêu người lấy. Đưa màu nho một cẩm này. Rồi em có cái màu cẩm này. Cẩm này em có tầm khoảng 5 áo thôi nha. Cô Lê Mai Lan này với Phạm Tính này thích mấy cái màu này. Đây em cho cả nhà xem cái hàng bên em này.
đá cùng tông màu, chỉ kim tuyến như này, hàng cao cấp cho em nha. Không biết cái này còn màu trắng không Hiếu ơi? Này màu trắng hết rồi chị. Em bán lỗ này mà còn chắc em chết luôn. Đấy, cái này nó ná ná do hoa 10 giờ này chị. Lê Thị Hồng đây này. Lê Thị Hồng, chị có lấy lót không chị? Đấy, chị lấy hai áo ruốc. À hai áo đỏ. Chị lấy lót thì bảo lấy lót cho em 100k một lót bên trong nha. Rồi em có màu màu cầm này chắc tầm khoảng 4 áo đấy. Đấy ai lấy màu cầm? Em chưa đo em không biết nha. Lê Mai Lan với cả chị Phạm Tính. Cô Phạm Tính với cô Lê Mai Lan lấy trước đi. Xanh ngọc có loại khác thôi chị. Màu rốt này. Màu ruốc cho chị Trang Huỳnh. Đó. Chị Trang Huỳnh lên hai cái à. Đấy chị nào lấy ok cho em nha. Màu này là màu màu cầm cho em. Em tính luôn 200 áo 2m ren lót 100k màu cầm. Đẹp chưa? Tím cầm với các chị. Nè, cả nhà xem nè. Các chị ơi, khi nào 250 người thì em sẽ ngưng lại, em chốt và em tặng quà không đồng nha. Khi nào nhìn thấy mắt 250 người đang xem thì bảo em nha cả nhà nè. Đó, đây là màu cầm này. Cầm ok cho chị Kiều Diễm nè. Rồi, cầm chị nào lấy nữa ok cho em nè. Cầm. Đẹp chưa? Có cam đất. Có cam đất, đợi em lên cam đất mà cam đất hàng khác. Đen sau lưng bao nhiêu? Màu nào màu đen nhỉ? À cái này là màu tím chị ơi, tím cẩm. Tím cẩm đấy để em tặng không đồng, lát nữa lên 250 người đang xem em tặng mỗi người một cái, ai có chia sẻ nhá. Đấy màu cẩm chị Kiều Diễm ok chị. Rồi cô Lê Mai Lan các thứ đâu rồi, mấy người đâu kêu tên đâu rồi. Đây cầm mấy đi, chị đi lấy cam đất với mấy màu. Màu cẩm chị nào lấy nữa thì comment giùm em nhá. Giá 200 ạ. Ai lấy nữa thì comment giùm em. Rồi màu cẩm ok cho cô Phạm Tính. Rồi màu cẩm ai lấy nữa ok cho em nha. Đó. Em qua. Có ren đỏ đô chị. Cam đất này các chị ơi, em đi tìm thấy cái cam đất, còn cái cam đất cao cấp này. Chị nào nhanh chị được cái cao cấp này luôn. Cho em nó thật với các chị. Cái này chưa bao giờ mà kim sa đí này em bán dưới 400 ngàn nha các chị. Đây này. Cái này 800 em sell 400, bây giờ ai lấy em cho 280 có đúng một cái thôi. Đấy nha. Màu cam đất cho em. Một cái thôi, ai lấy trước mới được trước em. Cam đất này em còn một cái thôi nhá, giá 280 ạ. Đi kim sa nha, chị nào lấy thì comment giùm em nhá. Cái này còn một cái duy nhất thôi. Ai lấy thì comment giùm em. Giá 280 ạ. Cực kỳ là đẹp luôn ý ạ. Ai nếu màu cam đất thì comment giùm em. Màu cam đất. Ok chị Tina Trần ạ. Cam đất, trời ơi nhiều người cam đất lấy thế. Cam đất Tina Trần này, cam đất chị Tan Duy này, tìm đi. Cam đất Ngọc Yến Thiện Tâm này. Rồi tìm đi cam đất đi bọn mày ơi. Xem mấy người lấy kìa. Xanh đen em có hai cái này. Cam đất chị Đỗ Nghị để em tìm nha các chị. Cho chị hai đỏ cà lót, Lê Thị Hồng lấy cà lót kìa. Đỗ Nghị cam đất nhà may thủy đạo cam đất này. Tìm đi Hiếu ơi. Tìm cái cam đất đấy đi. Bao nhiêu người cam đất để em tìm nhưng không biết, chắc không có đâu. Để em tìm em có không? Em cứ in ra bao nhiêu người rồi. Không, cái đấy không được đâu. Em qua mẫu nhá, em lên màu xanh đen ạ. Có. Xanh đen nó giống màu cam đất nhá. Chị nào lấy thì comment giùm em, giá 280. Xanh đen này còn 2 áo thôi ạ. Ai lấy thì nhanh tay giùm em nhá. Còn 2 áo duy nhất thôi ạ. May quá em có 3 cái nữa này. Cam đất này, đem cho 3 người, 3-4 người để em xem người nào có em sẽ báo. Này, rồi xả hàng ra đi. Cam đất Lê Mai Lan hết rồi, xanh đen. Cam đất hết rồi ấy. Trời ơi, nhiều người lấy cam đất lắm, hết cam đất rồi cả nhà ơi, không còn nha. Cam đất hết rồi, 280. Cam đất 280, xanh đen cho chị Minh Nguyễn nè. Xanh đen Minh Nguyễn ok này. Rồi,
xanh đất cò, cam đất cò, ông Hiếu ơi, nhiều người lấy lắm này. Lê Mai Lan cam đất này, Trương Lợi cam đất này. Chị Phạm Việt Hồng bình luận sai rồi nha. Bình luận sai rồi nha, cam đất Đỗ Nghị. Cam đất Đỗ Nghị như lúc nãy bình luận rồi, để tí em xem có em cho. Rồi xanh đệ. Xanh đen em chưa đọc tên ai thì các chị bình luận lại dùm em. Đỗ Nghị nếu mà có cam đất cho chị lót vào quần luôn này, con này. Rồi, chị nào lấy màu xanh đen em còn một cái nữa em cho 200 luôn. À 280 luôn. Hết cam đất rồi. Có đủ không? Không đủ đấy, có những ai rồi đưa đây, còn ai không có thì báo cô. Để cô báo người ta. Chắc được mấy người. Rồi cả nhà em nói thật, cái màu cẩm này các chị đúng không? Chưa bao giờ em bán dưới 400 nhá. 800 em bán cho chị bao nhiêu? 800 em bán cho chị bao nhiêu? 400. Bây giờ tính luôn 280. Màu cẩm. Nói thật các chị, cái lô này là chưa bao giờ em bán nó dã man như ngày hôm nay. Đó. Các chị ơi, đá nó nhiều như thế này hàng này. Nó đẹp một cách dã man như thế, các chị nhìn thấy không? Nè. Em cho luôn cái này 280 luôn. Còn cái gì em bán nốt. Bạch Long nói cái gì đưa cho thằng Hiếu kiểm tra kìa. Rồi, chị nào lại cái này cho em màu cẩm cho em nhá. Màu cẩm. Hiếu ơi, hình như cái này có màu cà rốt mà đúng không? Màu cà rốt mày đưa đây cho cô bán sale cho người ta, mỗi người cái hàng này này. Bông này này. Đấy, màu cẩm cho em. Chị nào lấy màu cẩm ok cho em này. Đẹp chưa? Cẩm 280, Nguyễn Thị Lộc ok cô này. Trời ơi, cái này 400 cô xem bao nhiêu like cô biết rồi đấy. Cả nhà mình thấy 400 này em bán có 280. Dã man luôn các chị. Rồi, màu cẩm Lê Thị Lộc này. Màu cẩm ok chị Linh Hương này. Có lót này. Rồi, màu cẩm đấy, lâu lâu mới thấy người ta chấm chấm lên, còn không thấy cái gì luôn. Đấy, màu cẩm chị nào lấy nó ok cho em. Bán lỗ chả muốn bán được luôn, thật sự. Nó lỗ nhiều mà bán này, từng cái hàng lôi ra mà sót hết cả ruột cho các chị. Màu cẩm nhà máy Thúy Đạo ok chị này. Ở đây cam đất đủ ở đây. Cái gì? Đủ chưa? Thế đủ hết cam đất cho mọi người à? Từ từ. Thế bao nhiêu cái lúc này, có bao nhiêu người cam đất? Chị Phạm Hồng Việt đây, cam đất lúc này 280 đấy. Trương Lợi có chưa? Nghe nghe này, Trương Lợi có chưa? Mai Loan Lê, nhà máy Thúy Đạo, chị Đỗ Nghị, chị Ngọc Yến Thiện Tâm, chị Tân Duy, chị Tina Trần. Mấy đứa nghe cô nói không? Đủ chưa? Phạm Việt Hồng ơi, cái đấy 280 chị có lấy không còn kìa? Rồi màu cẩm chị nào lấy nữa? Màu xanh cô ban, cái này như không có màu xanh cô ban rồi. Màu xanh cô ban đợt này em bán chậm, để tí em tìm nha. Nha. Rồi ai lấy màu cẩm nữa rồi em qua. Đưa giải này ra đi để cho nó. Giải cái đấy ra đi để cho nó. Các chị ơi, màu này. Màu này là màu gì cả nhà mình? Màu là màu cà rốt cho em nha. Màu cà rốt cho em. Chị Châu Đa DN Idol. Nhà máy Thúy Đạo tất cả lấy lốt. Để em in nè. Rồi các chị ơi, em không nói sai câu nào. Cái màu cà rốt này chưa bao giờ em bán. Chưa bao giờ em bán luôn, em lấy về đây em đợi hết dịch em bán. Nhưng mà thực sự đến bây giờ em không biết đến bao giờ nó hết dịch luôn. Nên là em bỏ ra em bán, em sell cho mọi người, các chị nhìn này. Em không biết nói gì hơn đây này. Đây nha, em đợi hết dịch em bán các chị bây giờ như này. Mà dịch như này em tặng luôn, em bán lỗ tiền của em không biết là bao nhiêu màu cà rốt này. Ai nhanh thì gửi được cái màu cà rốt này cho em. Mẹ ơi, anh hai làm đổ số cầu thang. Chết rồi. Anh hai sợ làm đổ giữa cả cầu thang rồi, đưa mẹ xem mắt nào. Đưa mẹ xem. Xinh quá. Rồi, cà rốt cho chị nào nhanh tay chị được cho em nha, màu cà rốt. Rồi cà rốt cho chị Lệ Nga này.
cà rốt cho chị Phạm Trinh này. Đó, cà rốt ok cho chị Nguyệt Hồng này. Đó, ai lấy cà rốt nữa cho em? Có 280.000 áo ren, trời ơi, tôi đau lòng. Ý cha, con phải để ý vào. Cà rốt ok cho chị Ngân Tạ. Rồi cà rốt cho ai nữa đây? Trời ơi đẹp chưa? Cực kỳ là đẹp luôn. Chị nhận được hai combo áo rồi, đẹp lắm Lan Nguyễn, cảm ơn chị. Cà rốt Ngân Tạ em cho rồi. Cà rốt ok cho chị Đỗ Thuận. Đấy. Rồi cà rốt chị nào lấy nữa ok cho em. Đẹp chưa? Tina Trần ơi, chị có màu cà rốt này chưa nhở? Chị có cà rốt này chưa? Có chưa? Người chia sẻ cà rốt ok chị Phạm Tính. Phải đưa cho mẹ, đưa giấy cho các anh chưa? Đưa đây cho mẹ. Rồi cà rốt ai lấy nữa cho em? 280 các chị. Có đầy đủ hết rồi nha, giấy nè. Em có giấy mọi người rồi nha, đây này. Phạm Tính Ngân Tạ này. Lệ Nga này. Ngân Tạ này. Lệ Nga, Phạm Tính Ngân Tạ. Đỗ Thuận. Rồi cả có rồi. Rồi còn Cam Đất không? Còn chị Mai Thang ơi. Mai Thang còn còn Cam Đất không? Mày to rồi mày con, mày như điện giật á mày. Chị ơi giãn hai chiều trên lưới nha chị. Tất cả hàng em đều có co giãn nhưng mà không có giãn 4 chiều. Có giãn 4 chiều các chị không thể nào may áo dài được nha. May nó không có bay được cái tùng, các chị nghe em nói nha, đừng bao giờ mua 4 chiều. 4 chiều khi các chị may này, khi các chị may lên nó bị đùng cái chỗ này này, không được. Còn giãn 2 chiều để cho các chị dễ thoải mái là giãn 2 chiều là cái đêm bên này, để các chị cửa lên, người ngồi lên, đứng xuống nó đều được nha. Nè. Đó các chị thấy không? Nè, hàng cao cấp lưới nó xịn như này nè. Không xước, không bay, không nhầu, không gì. Cà rốt Nguyễn Tâm ok chị này. Đó. Nha, cà rốt. Đâu con đất còn này, đưa đây. Đâu. Ô tí nữa đi. Rồi lôi qua. Mai Thang ơi, chị lấy bộ và cam đất đúng không? Xem có số điện thoại chưa? Mai Thang có số điện thoại cho em đi. Mai Thang cho em số điện thoại đi. Còn màu gì nó là hết rồi. Đây màu đô đi. Lên nốt nốt màu đô đi. Màu đô tính cả để cho nó hết luôn đi. Bán cho lỗ luôn. Còn màu xanh đá không à? Xanh đá hàng gì chị? Xanh đá hàng gì? Chị Mai Thang cho số điện thoại đi. Xanh đá màu gì chị ơi? Hàng gì? Rồi màu đỏ đô cho em. Đỏ đô chị nào lấy đem cho luôn 280 luôn. Cái màu đỏ đô là màu hot nhất của em. Chưa bao giờ em sell 280. Mà hôm nay phải bỏ ra sell 280 các chị biết rồi đấy. Đó. Rồi màu đỏ đô cho em luôn. 280 chị nào lấy ok cho em. Đẹp chưa? Đỏ đô này thì không có hàng nhiều các chị. Còn mấy áo à? Đây này. Cả một cây nó đây được có mấy áo này. Có tí thôi các chị. Đây này còn có tí này thôi à. Đó, nên là chị nào lấy màu đỏ đô ok cho em, đỏ đô. Đỏ đô 280 luôn. Chị Mai Thang cho số điện thoại đi chị Mai Thang. Rồi đỏ đô chị nào lấy ok cho em Trang nha. Cực kỳ là đẹp luôn. Đẹp chưa? Màu đỏ đô cho em. Xuất sắc không? Đấy. Em bán đổ, bán tháo, bán luôn. Đỏ đô 280. Chế nào lấy đỏ đô ok cho em. Con chào các bác đi. Con chào các bác đi. Đỏ đô cho em. Chị nào lấy đỏ đô nhanh tay cho em nha. Rồi em qua. Đỏ đô ok cho chị Phương Trinh. Rồi đỏ đô Ánh Lam. Đỏ đô Ánh Lam có lóc. Dạ vâng, Thủy Phạm. Rồi ai lấy cái màu này? Đỏ đô Lam Thị Phép. Rồi Mai Thắng số điện thoại ok chị. Rồi ai lấy màu này? Màu tím cà. Nào mang giấy ra đi đã. Màu tím cà nhá chị. Cảm ơn chị nhá. Rồi em bán lẻ này.
ai lấy cái mẫu tín cả nhanh tay lẹ chân cho em đỏ đô. Ok cô Mai Lê Mai Lan. Cô Lê Mai Lan, cô biết cái áo này hàng này hôm nay bán rẻ quá mà. Thì cô mua nhà em nhiều rồi, cô là khách quen đây này. Em nói dối đây cái cô này. Lê Mai Lan lấy đỏ đô vì sao? Cô mua nhà em trước đây là cô mua nhiều rồi. Cô biết cái hàng này chưa bao giờ em xéo này, rẻ cũng phải là 380, rẻ nhất là 380. Mà hôm nay bán có bao nhiêu? 280. Em bán cho nó hốt nốt luôn cái này, cái mẫu này lên áo dài thì đẹp lắm. Đẹp cực kỳ là đẹp luôn chứ không phải đẹp nữa các chị nhá. Cái mẫu này lên áo dài cực kỳ là xinh luôn. Xinh lắm luôn chứ không phải xinh nữa. Đấy, tín cả cho em. Ai là tín cả em cho 280 một tín cả. Một tín cà chị nào lấy thì comment giùm em nhá, giá 280 ạ. Ai lấy tín cà thì comment giùm em, cực kỳ là đẹp luôn đi ạ. Đó, tín cà chị nào lấy ok cho em. Các chị ơi, lên 250 người đang xem cùng một lúc đi, em trang tặng mỗi chị mà áo không đồng. Hàng kim sa em đang trưng ở đường sau nha. Đang trưng ở đường sau mẫu nha các chị. Đây nè, hàng kim sa này em sẽ tặng mỗi chị áo không đồng. Nhưng mà khi nào mà các chị chia sẻ like dùm em, đấy cái áo kim sa này sẽ vào tay các chị với giá không đồng nha. 250 mắt xem. Và ai có chia sẻ thì mới được các chị nha. Em sẽ check chia sẻ ở trên này này. Có cái hệ thống check chia sẻ bên em nha. Là ai có chia sẻ nhiều là em sẽ tặng đây này. Em vẫn nhìn thấy các chị chia sẻ hết đây này. Kim Phượng này, Trần Thanh Hương đều chia sẻ. Đỗ Mai thì chưa thấy điện thoại này. Đó rồi, ai lại tính cảm cho 280 rồi em qua mẫu này. Các chị ơi, hôm vừa rồi ai đã lấy được cái hàng này rồi với giá 4380 thì giơ tay cho em. Đêm nay em còn mấy áo này màu bơ này. Em lên cho có mẫu em cho chị luôn cái mẫu này. Thực sự em nói thật, tính cả lót ok chị Thủy Lan Lê. Các chị ơi em nói chân tình nha. Cái mẫu này mẫu mới nhất toanh toành toành của em luôn. Các chị ơi 160 người nơi rồi kìa, chia sẻ like cho em đi nha. Mẫu này mẫu mới toanh toành toành cho em luôn. Cô có căm đất không? Nếu có nha cô. À lấy thêm một lót đô, một lót bơ, một lót gì đấy. Lấy cho cô có căm đất thì... Cô có căm đất, Nguyễn Thị Lộc lúc này có căm đất đúng không? Nguyễn Thị Lộc có căm đất thì lấy cho cô một lót bơ. Một lót bơ, một lót đỏ đô, một lót đỏ tươi và một lót cam. Rồi ok cô. Có chị Cúc Huỳnh. Có màu tím, màu ruốc đấy mà đâu rồi. Đà kia màu ruốc kia, đợi em lên em màu ruốc cho. Rồi cái này màu bơ chị nào nhanh chị được nha. Cô lấy 4-5 lót gì đấy. Chị nào lấy cái màu bơ này em nói thật, em Trang nói em nhắm mắt em bán nha. Thực sự em không dám màu mắt luôn. Mẫu này mẫu mới của em các chị. Nếu mà nó mẫu cũ thì em không nói làm gì. Mà mẫu mới tiền của em mới bỏ ra một cục để nhập hàng về ở bên xưởng bên kia về. Mà tự nhiên bây giờ em phải bán đổ bán tháo bán lỗ như này thì thực sự là quá đau lòng với các chị. Em không biết là như nào bây giờ, thôi thì em bán cho chị 300 đi nha. Lỗ thì em đã lỗ rồi. Tân Duy bơ. Tân Duy ơi đừng cho em số điện thoại này nha. Màu bơ em cho 300 luôn các chị nha. Đấy em nói thật. Rồi màu bơ cho chị Tân Duy ok này. Tân Duy có lấy lót không chị Tân Duy? Bơ này. Rồi Ngọc Huyền bơ này. Tím cà lót dồn đơn ok chị Lê Thị Hồng này. Tím cà này. Xanh bơ quần lót chi Lê ok chị này. Rồi chị nào xanh bơ nữa cho em. Quần 100 lót 100 nha cả nhà. Cô gì cô lấy mấy lót? 4-5 lót à? Chi Lê cho em số điện thoại đi chị. Chi Lê cho em số điện thoại nha. Không lót ok Tân Duy. Chị Chi Lê ơi chị cho em số điện thoại đi. Cả nhà ơi cho em số điện thoại đi. Em mấy hôm nay còn không ra. Đang đau hết cả mồm mọc. Phụ nữ không mấy được mấy tháng rồi. Đang bị loạn rối loạn. Rồi chị nào lấy nó ok cho em. Rồi chị Lê số điện thoại ok chị này. Nguyễn Lan Hương ok chị bơ luôn này. Đó. Rồi ok chị cà rốt. Ok chị Hoàng Oanh này cà rốt. Hoàng Oanh sao lên muộn đấy nhờ. Cái cà rốt là cái lúc nãy á, 280 á. Hoàng Anh một cái cà rốt 280. Rồi chị nào lấy nữa ok cho em. Bơ đẹp chưa. Mẫu này mẫu mới toanh toành luôn các chị. Đấy các chị mua các chị biết rồi đấy. Em không nói dối nhé.
em bán 400 em rẻ xuống, em xuống còn 380, bây giờ bán cho các chị có 300.000. Mà mẫu mới em mới về luôn. Đây, đầu tư một đống tiền về đi bán đổ, bán tháo, bán lỗ như này này. Chỉ kim tuyến đính đá cùng tông màu này. Rồi qua. Cái này có màu, đây màu ruốc, chị nào vừa hỏi em. Ruốc này em, ruốc này được 3 áo. Chị ơi, ruốc này em có 3 áo thôi, ai vừa hỏi em màu ruốc nhá. Màu ruốc em hết hàng rồi, em còn 3 áo này chị. Chị nào vừa hỏi em màu ruốc này. Em có 3 áo màu ruốc thôi chị, hết rồi nha. Đó, ruốc là hết sạch rồi. Sau này mà bảo em lên vế mẫu này thì thôi em chịu luôn rồi các chị. Chịu. Quần lót bằng tầm lụa luôn chị. Loan trần. Bơ chị Võ Thị màu ok chị. Rồi chị nào lấy cái này ok cho em màu ruốc. Võ Thị màu chưa có số điện thoại ạ. Chị Võ Thị Màu ơi, cho em số điện thoại đi chị. Võ Thị Màu ơi, em chưa có số điện thoại của chị nha. Chị lấy lót 100k một lót nữa cho em. Rồi ai vừa hỏi em màu ruốc ấy nhở. Chị nào vừa hỏi màu ruốc vậy trời. Đó, ai vừa hỏi màu ruốc. Chị Võ Thị Màu ơi, lên số điện thoại cho em đi. Rồi ai lấy màu ruốc cho em, ruốc 280. À em vừa ruốc bảo 300, em xin lỗi nha, ruốc 280 thôi. Rốt em còn 3 áo các chị. Đó, rốt em còn 3 áo. Cái mẫu lúc nãy đâu? Cái mẫu mà lúc nãy tao vừa mang ra một cái màu á. Màu bơ ấy, lấy cái màu đen đô đây. À, Cúc Quỳnh ơi, 280 thôi chị. Em tính chị 280 áo này thôi nha. 280 thôi chị nha. Rồi em qua. Mấy cái màu đen đô rồi đen, mấy màu đen màu biết cái màu này không hiểu cái gì à. Xanh bơ Phạm Thị Màu, chị lấy lót thì bảo em ok số điện thoại. Chị lấy lót thì bảo em nha. Các chị ơi, đây cái màu này này. Thực sự em dành cho trung niên. Ai mà người trung niên tiệc tùng cưới xin các sợ sợ màu tối thì đây, đến với em cái màu đen đô này. Nó đẹp và đậm chất luôn, em nói thật, sang trọng quý phái vô cùng luôn, chứ đừng có nói nữa, em nói thật. Nè. Em bán nói thật với các chị hàng đấy, vừa mới về mà đi bán mấy cái giá này bao giờ không các chị? Lên trên kệ giá màu tím, kệ nào trên cùng á chị, 400 chị ạ. Cái đấy là kim sa nha, kim sa lông. Rồi, ai lại cái này ok cho em Trang này. Màu đen đô. Bông hoa đẹp chưa các chị, nhìn xinh chưa? Cái này mặc ốm người cực kỳ luôn, cao dáng vô cùng các chị nha. Đấy, cao dáng vô cùng cho em cái áo này. Đấy, mẫu mới em cho luôn 300 luôn. Nha các chị, 300 áo này luôn. Các chị ơi, tại vì sao bây giờ nhiều mẫu mới em không có lên là vì cái view mà ngày trước em like toàn mấy trăm người, bây giờ nó dịch bệnh quá em không có muốn lên những cái mẫu mới. Tại vì mẫu mới em về mà bây giờ lên đây em bán sale thì em không thể nào có tiền nào để mà chi trả cho những cái lỗ của em được các chị, thực sự là như thế. Nha, em mới về thêm mấy mẫu nhưng mà em không có lên bây giờ cứ bán lèo tèo như này, thực sự là em không có tiền đâu để em bù lỗ nữa. Ngày nào cũng bán lỗ luôn. Đen đô cho chị Tina Trần ok, đen đô cho Bình Đoàn ok chị. Rồi đen đô chị nào lấy nữa cho em. Cho nên tại sao em không về, lúc nãy em lên nhưng mà em lên em thấy lỗ quá em thôi nha các chị. Chứ bây giờ bán mà bán cứ lấy hàng về, nhập hàng về bán lỗ không thể nào mà còn đâu để mà chịu nổi. Thà mình cứ đắp chiếu mình để đấy, mình đợi hết dịch thì mình lên. Rồi Tina Trần Bình Loan em cho chị rồi nha. Nguyệt Hồng ok chị, đen đô. Đó, rồi ai lấy nữa đen đô cho em. Đẹp chưa? Đen đô. Em qua đen đô 300k mà áo 2m ren lót 100k. Chị ơi, cái này may áo dài quá đẹp với chứ được không hả chị? Cái này may áo dài, áo đầm. Cái gì đều may được nha các chị. Không có một cái gì các chị không may được những cái hàng cao cấp này cả. Quan trọng là các chị thích màu gì thôi nha. À thích may cái gì thôi. Đó, đây này. Đấy các chị nhìn này. Rồi, chia sẻ đô ok chị Phạm tính đen đô 300. Nè các chị nhìn này. Ôi cái đen cà. Đây màu đen cà cho em, nó đẹp như này.
mua cho gia đình bạn bè bố mẹ chị em, cho mẹ một bộ, chị em rồi gia đình họ hàng, các chị cho mấy trăm ngàn để làm cái gì. Nhưng mà cho cái áo dài nó đẹp cỡ như này thì có xám không ạ? Có xám mới đợi tí mới xám. Rồi chị nào lấy cái áo này ok cho em. Em cho áo này 300 luôn. Có màu xám đậm nào mang ra đây. Có cái hàng mới về màu xám đậm ở dưới chân kìa, dưới cái màu da nha các chị. Rồi ai lấy cái màu đen này, đen cà cho em. Đen cà đẹp chưa? Trời ơi, đó, hôm nọ em mới cho chị em một bộ như này, bá may. Để bá may tại vì cái màu này nó đẹp và cái bông này cái nó phối nó cao người các chị ạ. Bá nó hơi lùn, bá lùn mà bá hơi mập, thế là em cho cái áo này để làm sao cái bông bên kia là nó ôm cái vùng eo, còn cái bông này nó tủa lên nó đánh giả người nhìn ấy, nhìn nó cao người cực kỳ luôn. Đấy em cho 300 áo này luôn, chị Đào lấy ok cho em. Rồi ok chị, lấy mến nha đam kìa. Rồi ok chị. Có chị Trần Hoài cườm cao cấp em nhiều lắm, nhưng mà với cái mức lượng này em không nên. Sáng chị nhận đơn là hôm 28 tháng 5. Rồi chị nào lấy cái này ok cho em này. Nha các chị. Chị nào lấy cái này cho em. Này của Trần Thanh Thủy này. Thì trên live em đã nói rồi mà chị. Đó. Rồi chị nào lấy cái này ok cho em Trang. 300 luôn đen cà. Đen cà cho chị Dương Tuyết. Mẹ vừa in Dương Tuyết ra rồi đấy, con thấy chưa? Rồi. Dương Tuyết đen cà. Rồi chị nào lấy đen cà nữa cho em đẹp không? 300 một áo. Dạ vâng, chị Mến Nha Đam không có gì nha chị. Đó. Rồi ai lấy đen cà nữa cho em đẹp chưa? Xuất sắc không? Rồi em qua. Cái sắm môn này em còn 3 áo này các chị. Cái sắm môn này chắc em phải bán 380 thôi. Cái sắm môn này em bán này thì lỗ lắm, tội nghiệp cho em lắm các chị này. Nè. Trời ơi, sắm môn cho em. Cho em tính luôn 300 đi nha. Cái sắm môn này em hết rồi còn. Này được 2 áo, 3 áo. Cái này em có 3 áo thôi nha các chị. Cái sắm môn này lần đầu tiên chưa bao giờ luôn á. Đấy. 320 và 350 còn 350 thì có rồi, 320 chưa có, đừng nói 300. Em cho luôn 300 cái sắm môn này, ai vừa hỏi em này. Sắm này sắm môn các chị nha. Sắm đậm. Sắm môn. Làm gì có cái đấy, bảo bị thùng lỗ một lỗ mà. Rồi sắm một áo ok cho chị Tân Duy. Đen cà cả lót ok. Lê Trần Thị Hiền cho em số điện thoại đi chị. Lê Trần Thị Hiền, xem có số điện thoại chưa? Lê Trần Thị Hiền ấy, cho em số điện thoại đi chị gái ơi. Nha. Các chị ơi, mấy hôm nay Facebook nó đang bị ẩn comment ấy, nên là các chị cố gắng dùm em nha. Mấy hôm nữa nó ok thì mình like. Like ok nha. Chứ bây giờ nó đang bị ẩn, tất cả đều bị ẩn các chị, nó không có chặn bình luận. Rồi chị Lê Trần Thị Hiền cho em số điện thoại. Rồi ai lấy màu sắm môn 300 nữa, em còn 2 áo này. Tân Duy lấy màu áo rồi, em còn 2 áo nữa thôi ạ. Đó. Rồi đen đô bình đoàn ok chị lấy lót. Lê Trần Thị Hiền lên số điện thoại rồi, em lên sắm môn qua. Chị nào lên sắm môn nữa cho em 300 luôn. Các chị ơi, cái màu. Trời ơi cái màu. Cái màu của tôi nượm ôi. Nè. Các chị ơi, chỉ Kim Tuyến này. Nó đi sướng chưa? 300 cho em. Cho chị xem kim sa màu da. Ok, sau này em cho xem màu da. Ô đẹp chưa? Cái cằm đất nó xinh xắn không? Đó. Cằm đất chị nào lấy thì comment giùm em nhá. Cằm đất ở ngoài cực kỳ là sang luôn ý ạ. Ai lấy thì comment giùm em giá 300 nhá. Cái này nó phối chỉ 2 màu nhá, cực kỳ là sang luôn. Ai lấy thì comment giùm em. Giá 300 nhá, ai lấy thì comment giùm em ạ. Làm
bên em đề trên giá trên đấy 45k. Chị nào lấy cam đất thì có mình dùm em nhá. Chị gửi cho em trong Zalo đi nhá. Cả cái giấy cả cái thứ này. Rồi sám môn ok cho chị Nga Lương Thu Thị Thu. Rồi Lê Thị Trần Hiền ok chị. Đó rồi màu cam đất cho em 300. Chị nào lấy kèm chia sẻ like dùm em. Đó đẹp không? Đẹp chưa? Em qua. Màu da đấy chị. Các chị ơi màu da này thực sự. Đấy trước em bán cho chị 500, em sell 450. Mà bây giờ em bán cho chị bao nhiêu? Thôi em tính bây giờ bán một cái một nhá. Em tính cái này 300. Thôi em tính 290 đi. Qua bán này 290 giờ tính cho chị 290 luôn. Đỡ mất công nha. Em cho màu da 290 luôn. Đó. Kim sa màu da 290 chị lấy ok cho em. Thực sự là bán dã man cực kỳ luôn. Đó. Chị nào lấy ok cho em nha. Còn chị lấy đôi đi, một đôi là bao nhiêu? Đôi là một đôi là 550 đấy chị Mai Thắng. Nha. Rồi da ok cho chị Trần Lợi, cam đất ok chị Trương Lợi này. Trương Lợi cho em số điện thoại một lần thôi. Da đẹp su su 290 này. Chị mua một cái thì giá nó phải cao hơn hai cái chứ chị. Nha. Đó, da ok đẹp su su 290. Rồi chị nào lấy nó ok cho em. Gen rêu Bình Đoàn ok chị. Có màu rêu cho chị Bình Đoàn không kìa. Nha. Rồi da cho chị Phương Loan. Phương Loan lấy lót luôn con. Da 290. Cái này là rẻ lắm rồi á chị ơi. Đó. Rồi ai lấy da này ok cho em. Người ta bảo lấy màu rêu cho người ta xem. Đã lên like cái rêu nào đâu mà. Rồi em lên một cái đen đồng này. Em cho 500 này. Đấy 600. Em sell cái gì 500 luôn. Nè. Đấy hàng cao cấp bên em á. Màu đen đồng. Màu đen đồng. Chị nào lại đen đồng ok cho em đen đồng. Giá 500k ở này luôn. Cái này thì không thể bớt được. Rẻ nhất là 500 rồi. Cái này thì không thể bớt được, chịu luôn. Cái này là em mà bớt cho các chị. Em có đặt thì bây giờ về cũng khó về lắm. Mà bán toàn bán lỗ xong lại phải đặt về. Nên là bán cái giá này là không còn giá mà rẻ hơn được cái giá 500 nữa rồi nha. Cái mẫu này á. Rồi chị nào lấy mẫu này ok cho em Trang. Giá bao nhiêu? 500k áo 2m ren màu đen đồng. Lót 100k một lót hàng đấy. Đẹp chưa? Đen đồng ok cho chị Nguyễn, Ngân Nguyễn Kim. Đen đồng ok cho chị Giang Vũ Linh. Đó rồi chị nào lấy đen đồng nữa ok cho em. Cực kỳ là đẹp luôn. 500. Mẹ đang like mà con đầu đi đâu á. Đó đen đồng. Xuất sắc cho em luôn. Lót ok cho chị Ngân Nguyễn Kim luôn. Rồi màu ruốc hàng cao cấp này. Cả bộ bao nhiêu thêm 100 lót 100 quần là 700 cả bộ chị ơi. Nha, còn chị lấy mình lót không là 600. Nè các chị ơi nhìn đẹp không này. Ôi màu ruốc nè. Xinh không? Trời ơi. Nè các chị thấy không? Nhiều người nhái hàng em lắm các chị. Nhưng mà nhái thì cũng không bao giờ nhái được cái chất lượng các chị ạ. Nha. Nhái thì không thể nào nhái được cái chất lượng của em rồi. Đó các chị. Ai lấy cái áo này em Trang vừa bán vừa tặng cho các chị bao nhiêu? 500 luôn nha. Hàng 2 triệu 8 em tính 6
100 hôm nay em sell các chị 500 luôn, năm nọ em sell 500 nay tính luôn 500. Đó em tính cho các chị 500 màu ruốc đậm đẹp chưa? Các chị. Đó đẹp lắm luôn. Vạn sự tùy duyên chào chị nha. Chào Dung Lê đẹp lanh lanh. Dạ rồi. Ok chị. Đó đẹp chưa? Màu ruốc đậm các chị ơi, sang không? Sang lắm là sang luôn cho em. Rồi ruốc đậm của chị Gia Hân ok chị. Ruốc đậm ok cho chị Nguyễn Lan ok chị. Rồi chị nào lấy nó ok cho em. Nè, đẹp chưa? Ruốc đậm 500k mà 2 mét ren lót 100k mà lót cho em nha. Lót 100k. Các chị ơi từ nãy giờ các chị à lên cái màu xanh rêu ren đi chưa? Ta bảo bọn mày lên từ nãy giờ không lấy đứa nào biết cái xanh rêu là cái gì à? Rồi màu xanh coban. Màu xanh coban cho em nè. Đó, màu xanh coban đẹp chưa nè. Nó quát hai màu nè, các chị thấy chưa? 500 luôn. Nha. 500 luôn cho em. Đó, 500 màu xanh coban đẹp không? Thấy các chị. Xuất sắc luôn. Rồi màu xanh coban. Đó màu xanh coban cho em. Nè 500k áo này cho em nha. Màu xanh coban. Đó đẹp chưa. Rồi chị ơi em cho chị xem cái màu xanh xanh rêu này chị. Xanh rêu chỉ kim tuyến cái này này. Nha. Chị này đẹp chưa. Cái này của em cũng 400 luôn chị. Hôm nay chị lấy em tính chị 300 luôn. Đấy em bán cái này hôm nọ các chị biết rồi đó. Em bán cái này toàn 380 và 400. Hôm nay tính chị có 300 ngàn này. Đấy màu xanh rêu. Đấy màu xanh rêu. Rồi chị nào lấy màu xanh rêu ok cho em đi. Xanh rêu nha. Chị nào lúc nãy hỏi em trang xanh rêu này. Em cho giá này 300 màu xanh rêu chỉ kim tuyến đình đá pha lê ren mềm nhũn tay luôn các chị nhá. Mềm và nhẹ co giãn cho em đẹp lắm. Đấy, xuất sắc chưa cả nhà? Xuất sắc lắm luôn chứ đừng có nói. Hàng đẹp lắm nha chị. Đó. 300 cho em. Chia sẻ có màu cam. Màu cam chín là màu gì nhỉ? Cam cho chị rồi nha. Phạm Tính lúc này có cam đắt cho chị nha. Rồi ai lấy cái này ok cho em màu xanh rêu nha. 300k áo này cho em. Ok chưa cả nhà? 300 màu xanh rêu. Yêu con gái thế. Đó. Rồi chị nào muốn xem gì nữa em cho xem tiếp. Các chị ơi em có cái đen này, này. Trời ơi cái đen này. Đen này em cho 500 luôn. Đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Xuất sắc cho em đúng không? Dạ Dũng Lê cảm ơn chị nha. Rồi màu này cho em màu đen này. Đen em lót đô các chị ơi. Đen em lót đô đẹp lắm. Màu đen lót đô đẹp chưa? 500 áo này luôn nha. Cái này là em không thể rẻ hơn được nữa rồi các chị. Cái giá cao cấp này là không còn một cái nào mà rẻ hơn nữa rồi. Rẻ lắm rồi. Đen kim sa chị nào lấy thì comment giùm em nhá. Em lót đô lên cho các chị coi nhá. Cực kỳ là đẹp luôn nhá. Ai lấy thì comment giùm em giá 500. Rồi đen ok cho chị Ngân Nguyễn Kim. Chị Ngân Nguyễn Kim chị lấy lót đô nha. Lấy lót đô cho đẹp nha. Đen ok cho chị Dương Hương. Đấy. Các chị ơi các chị có lót đô. Lót đô nha đừng lót đen xấu lắm. Lót đô cho em. Đen kim sao hoàng kim tuyến ok chị. Lót đô ok. Chị Nguyễn Ngân Nguyễn Kim lấy lót đô. Hoàng kim xuyến tuyến chị có lấy đô không? À chị có lấy lót không?
Lấy lót cho em thêm 100k một lót nha. Lót đô hoặc lót đen tùy theo các chị. Rồi chị Ngân Nguyễn Kim lấy lót đô. Rồi chị Hoàng Kim Tuyền có lấy lót đô không? Dương Hương lấy lót đô luôn. Ok chị. Có nhìn thấy chị Kim Vũ ơi, em có nhìn thấy tất cả các chị đều nhìn thấy nha. Em nhìn thấy hết. Chị Hoàng Kim Tuyền lấy lót đô hay lót đen thì bảo em, còn không lấy lót bảo em nha. Đấy có lót luôn. Ok chị. Hoàng Kim Tuyền lấy lót đô luôn. Cái mẫu này có mấy màu đâu rồi? Mấy màu đâu, màu màu vàng, màu mấy màu đâu hết rồi. Mang ra đây sân nào. Rồi chị nào lấy nữa ok cho em trang. Các chị ơi em có cái màu nho này. Màu nho này em tính luôn 400 thôi. Đó, hàng này 550 này. Đây các chị nhìn này. Bông tất cả đều khác nha. 550 bây giờ em tính cái này 400 thôi chị. Đó, mấy cái bông này là hàng khác nên là em không thể nào. Đấy là rẻ nhất rồi. Không thể rẻ hơn được nữa rồi. Đó, chị nào lấy màu nho cho em. 400 áo nho này. Đẹp chưa? Rồi màu nho cho em, chị nào lấy ok cho em nha. Các chị ơi. Nó bình luận em không thấy ấy, đâm ra các chị không nhìn thấy bình luận đâm ra em buồn. Tại vì mọi người mà nhìn thấy bình luận của mọi người thì nó mới rôm rả. Đây không nhìn thấy bình luận của mọi người, cứ lên like lại tụt like. Các chị, em toàn bán cho khách quen là chính. Đó, đâm ra là khách lạ người ta cũng không biết mình không. Rồi em qua. Rồi em có cái đen bơ chị này. Đen bơ hàng cao cấp đẹp lắm các chị. Đen bơ này. Các chị nhìn không? Đen nhưng mà nó là màu bơ, nhưng mà lưới nó màu đen nó mới đẹp, đen bơ đẹp lắm. Em nói các chị không bao giờ có ai có cái màu đen bơ này. Em nói thẳng luôn nha. Đen bơ cho em. Ngất ngây luôn. Em cho đen bơ để 500. Rồi màu này là màu đen bơ cho em. Chị nào lấy đen bơ ok cho em đen bơ. Đẹp chưa? Em đi mẹ lại. Đen bơ này đẹp không? Mẫu này đẹp quá. Dung Lê cảm ơn chị. Đẹp lắm chị. Cái mẫu này ở bên ngoài xinh cực kỳ luôn. Mà hàng này, hàng cao cấp nha. Đẹp lắm. Đó. Đen bơ cho em 500k áo này luôn. Đen bơ. Mẹ ơi. Xuất sắc cho em luôn. Rồi màu đen bơ. Chị nào lấy đen bơ ok cho chị Hạnh Hương. Có lót ok chị Hạnh Hương, đen bơ có lót. Chị ơi có vải kim sa màu đỏ mà lót đen. Màu đỏ mà lót đen là sao? Là màu đen đô hả? Nho kim sa ok chị Phạm Tính. Sao đi chậm Phạm Tính, đi chậm ấy nhỉ? Trần Thanh Hương cố nói để cố sang cố lấy mà đứa nào lại gửi kìa. Cô ơi, nhân viên của cháu đấy. Bọn này. Rồi ai lấy cái này màu xanh đá cho em này. Màu xanh đá cho em. Trời ơi cái xanh đá tuyệt vời các chị ơi. Xanh đá này. Cực kỳ đẹp chưa. Màu này. Xanh đá hàng này. Hàng của Úc cho em đẹp không? Đấy các chị nhìn nha. Kim sa Úc cho em nè. Đó đẹp vô cùng. Đó. Chị nào lấy cái này kim sa Úc cho em đẹp chưa? Màu xanh đá cho em. Xuất sắc luôn. Lên màu đỏ đi. Ok. Cái bông này có màu đỏ với màu đô đâu rồi. Lấy toàn những cái tông màu nhã không à. Xanh đá ok cho chị Trần Hoa. Đẹp quá chị Trần Hoa, em nói thật. Em lên cái mẫu này em mê, cực kỳ là mê luôn. Tại sao nó như thế luôn đấy chị, các chị. 600 em bán có 500 ngàn các chị ơi hôm nay. Đẹp như thế xanh đá này. Ô đẹp, xanh đá ok cho chị Dương Hạnh này. Ok chị xanh đá Dương Hạnh này. Rồi xanh đá chị nào lấy nó ok cho em đẹp chưa các chị. Chia sẻ like bài viết cho em đi cả nhà ơi. Các chị ơi, bình luận nó đang không chạy đợt này, nó đang bị như thế. Đẹp mê hồn luôn các chị xanh đá.
có màu tím chị, nhưng mà tím hoa văn khác. Có tím ấy, tí em lên cho. Rồi xanh đá cho em, ai lấy nữa ok cho em này. Xanh đá đẹp chưa? Ôi ngất ngây luôn. Mặc một cái bộ này có 500 ngàn đấy các chị ơi, không phải là 5 triệu đâu, nó đẹp lắm. Xuất sắc cho em luôn nha. Rồi em qua. Màu đỏ đô. Đây chị nào hỏi màu đỏ đô các chị ơi, khi em like này, ở bên em khi em lên cái này như này nhá, thì hai bên cái này các chị nhìn không, nó hai bên hông này. Từng cái bước đi của các chị, từng cái gì nó cũng đẹp, màu đỏ đô này đẹp chưa? Hai cái này nó hai bên hông, còn cái này nó ở giữa này, đẹp lắm. Đó. Nên là cái áo này mặc nó cao người, nó nhỏ người và hàng đỉnh chất của đỉnh luôn đó các chị nha. Rồi ai lấy cái này ok cho em Trang. Màu này là màu gì ạ? Màu đỏ đô. Đấy, màu đỏ đô em cho 500 luôn. Nha, đỏ đô 500k áo này. Chị nào lấy ok cho em Trang đỏ đô. Rất chi là đẹp luôn ấy. Đỏ đô Ngân Nguyễn Kim ok chị. Đỏ đô Ánh Tuyết Lê ok chị. Rồi chị nào đỏ đô nữa cho em. Đó các chị ơi. Trời ơi không nhìn thấy mọi người bình luận hàng của em chị nhận rồi, đẹp quá. Bây giờ mọi người không nhìn thấy bình luận để mà xem những cái đấy. Trần Hoa lấy lót luôn ok chị. Rồi chị nào lấy đỏ đô ok cho em này. Đẹp chưa? Xuất sắc lắm luôn các chị nha. Đỏ đô này. Yêu không? Yêu không? Yêu không? Ai yêu em đỏ đô đây? Đó. Màu đỏ đô. Rồi cho em màu vàng đồng. Vàng này. Các chị ơi đi đâu mà mua cái vàng này. Đẹp chưa? Nhìn nào. Tiền nào của đấy các chị. Nó đẹp như thế này các chị ơi. Công may của các chị mấy trăm ngàn. Đừng ham rẻ các chị. May gì cũng được nha chị. Lót 3m4. Ngân Nguyễn Kim chị lấy hết lót 3m4 kìa. Chị nhận hàng rồi, đỏ đô đẹp lắm. Chị Hồng Cẩm cảm ơn chị. Đây in ra cho mọi người xem nó nói tường. Đưa cho chị mẹ cái chị Hồng Cẩm. Lót người ta cắt luôn 3m4 này. Chị nhận hàng rồi, đỏ đô đẹp lắm. Đấy nha. Đấy. Rất chi là đẹp cái hàng đỏ đô đấy, em không nói dối mà. Vì bình luận nó không lên được. Bình luận nó đang Facebook nó đang bóp, em không biết làm sao luôn. Rồi ai lấy cái này cho em màu vàng đồng. Trời ơi vàng đồng. Ngất ngây con gà tây cho em luôn các chị ơi. Cái vàng đồng. Đấy vàng đồng này. Rồi đỏ đô cả lót ok chị Phạm Tính luôn. Rồi ai là cái này ok cho em. Hàng đẹp nhưng đẹp bằng cái miệng của Trang. Thực sự mà đẹp mà chị, nó đẹp lắm luôn. Màu vàng đồng này, đồng đất cho em. Đồng đất cho em đẹp lắm. Rồi đồng đất cho em, chị nào lấy ok cho em đồng đất nha. Đồng đất đẹp chưa? Xuất sắc. Rồi vàng đồng một áo ok chị Kim Tiền. Kim Tiền lấy lót không chị? Vàng đồng ok cho chị Nguyễn Hương Sang. Công may và cườm từ 800 đến 1 triệu đấy. Mà mua cứ mua mấy cái hàng vớ vẩn đấy thì mua làm gì à các chị. Đó vàng đồng Kim Tiền mà Dương Sang cho rồi. Rồi ai lấy vàng đồng em qua. Các chị ơi chưa bao giờ em thấy có một cái màu đỏ nào mà nó làm đẹp như cái màu đỏ của hàng cao cấp này nha các chị. Cái màu đỏ nó làm cực kỳ là hài hòa bắt mắt. Nó không phải là đỏ rực theo kiểu mà đỏ kiểu quê quê đâu nha các chị nha này. Nó đỏ nó hài hòa cực kỳ luôn, màu đỏ tươi đấy. Các chị đỏ đỏ ớt đấy. Nó sang vô cùng sang luôn, kể cả đỏ nhưng nó sang lắm các chị. Nó không phải là quê đâu. Mà đỏ rực lên như kiểu cái hàng ấy đâu này. Các chị nhìn này. Đó.
tiền nào của đấy các chị, người ta đã nói có cái câu người ta nói rồi, không bao giờ sai được, các cụ ngày xưa nói không bao giờ sai được cả nhà ơi nha. Đấy em cho màu này, màu đỏ tươi, 500k áo này luôn các chị nhá. Chị nào lấy thì ok cho em 500k màu đỏ tươi, đẹp xuất sắc luôn đấy. Rồi đỏ tươi chị nào lấy ok cho em Trang 500 áo này, cực kỳ là đẹp luôn. Rồi đỏ ok chị Út Thảo. Vàng đồng cả lót ok chị Phạm Tính. Đỏ ok chị Nguyễn Linh Lan. Rồi chị nào lấy nữa ok cho em đỏ. Hàng bên Trang chất lượng xuất sắc lắm. Hôm trước chị mua một áo rồi, nên đơn vừa rồi chị mua 7 triệu, 7 triệu luôn. Dũng Lê cảm ơn chị. Thấy lấy một áo đẹp quá, bây giờ mua 7 triệu luôn à chị. Đây là nhà này, để ra bình luận đây này, mà không làm sao mà lên được này. Hàng đây, hàng bên Trang xuất sắc chất lượng lắm. Hôm trước mình mua thử một áo rồi nên đơn vừa rồi chị mới lấy 7 triệu. Đây các chị nha, em không nói dối. Màu đỏ đẹp quá, đẹp lắm nha các chị. Hàng bên em là cho là những cái người mà người ta quen rồi thì không sao, nhưng nhiều người lạ. Thực sự ra em nói thật, đây là chắc em toàn bán cho người quen, từ nãy giờ em chả thấy ai lạ luôn ấy. Tại vì người lạ người ta không có dám lấy, vì người ta không nhìn thấy một cái bình luận gì, đâm ra là người ta không biết chất lượng như nào. Bây giờ ai, đâu phải người ta ngu dốt đâu, ai người ta cũng phải xem những cái bình luận, cái sờ to tút như thế nào để xem cái chất lượng hàng nào người ta mới lấy. Đó nên là các chị ơi, em nói thật, em đây là bán, bây giờ là toàn bán cho những người quen của em thôi nha. Mẹ ơi thỏ cấu không? Đỏ 500. Chị ơi lót 100k chị Kim Vũ ơi. Cái đấy hàng 2 triệu 8 cơ chị. Chị mà mua chị lấy lót 100k nữa nha chị. Là em sale, dịch là em sale lắm rồi. Con em phải... Nó điên các bác ơi, nó điên, con này nó nghịch. Em nói thật các chị, nó nghịch lắm luôn. Nghịch cực kỳ luôn. Đây là trời nắng gần chết thì mặc áo mưa. Em không thể tưởng tượng được nó nghịch đến mức độ như nào. Chịu luôn. Đấy. Nó nghịch lắm luôn ấy. Rồi cái màu này này các chị này, màu đen nhưng mà đen tím nhá, đẹp lắm cho em, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, màu đen tím nó nghịch nghịch trên đời cái số, chưa bao giờ thấy một cái con gái nào mà nó nghịch như thế. Nó nghịch lắm bác ạ. À, bác Thu ạ. À, đỏ lấy lót chị Phạm Tính ok chị đỏ tươi. Chị Kim Vũ lấy đi cho em Trang 500k máu 2m ren lót 100k. Rồi đen tím em nói chị nào này, yêu màu tím lấy cái đen tím này cho em nói thật với các chị. Dạ, tiễn lại đi cho nó nhanh. Rồi nha, em làm cho những cái này, áo này là các chị biết không, nó là sao, nó là hàng dành cho trung niên. Riêng cái màu đen tím này là phải trung niên nha. Màu tím đẹp quá. Dạ chị, để em mua đông em còn bán vài, nhưng không, em chị ở Bắc nó đẹp cưng lắm. Dạ các chị ơi, đây là cái màu đen tím này, em thấy các chị thấy không, cực kỳ là đẹp luôn. Đỏ tươi cả lót Phạm Tính đấy, cả lót luôn. Dạ. Rồi chị nào lấy cái này ok cho em Trang này, màu đen tím em cho 500 luôn. 500k áo này luôn. Chị nào nhanh nha, cái này dành cho trung niên. Đấy, ai thích màu đen nhưng mà đen này pha với tím này cực kỳ là đẹp luôn. Em Trang bán cho chị 500k luôn. Đấy các chị, 160 người rồi thì cố lên 250 người đi để nhận quà tặng đi các chị. Cố lên 250 người để nhận quà tặng đi, mỗi người chia sẻ like cho em đi. Cườm cao cấp đi Trang ơi. Trời ơi em lên cườm em lười lắm chị à. Em có đấy nhưng mà lát nữa đi nhá. Cho view nó cao cao lên đi, chứ em Trang like toàn cao, nó quen rồi, cứ like cứ trăm mấy chục người này em không có lên cườm được. Tí nữa đi chị gái nhá. Cho em lên gần 200 người đi các chị, để em có động lực. Rồi đỏ tươi đỏ không lấy lót ok cho chị Kim Vũ. Đấy. Rồi màu đen tím dành cho trung niên. Đen tím ok cho chị Vạn Hạnh ok chị. Vạn Hạnh đen tím ok cho chị. Chị lấy lót ok chị. Em thử lót tím cho các chị xem nha. Đen tím em lấy lót. Đỏ tươi nhé. Kim Vũ em biết rồi, em đọc của chị rồi. Yên tâm chị ơi. Bình luận sao thì nó cứ như vậy. Đấy em lót màu tím ở trong này. Đẹp không? Nha. Ui xuất sắc chưa? Lên cườm cao cấp tí nữa chị ơi.
Chứ bây giờ đang ít người xem, có trăm mấy chục người, em lười lên lắm. Lên mỗi lần lên cả một cái hành trình đấy các chị. Chỉ không có tiền lấy thôi, chứ có tiền hốt hết. Các màu luôn chị ạ. Ở ngoài mẫu này lung linh lắm luôn, Hương Trần. Dạ, chị đã mua rồi đúng không? Đẹp. Nó đẹp lắm các chị, em nói thật. Ở trong live làm sao nó không có đẹp. Chứ ở bên ngoài hàng của em nhé, buồn cười này này. Ở bên ngoài nó đẹp hơn trong live stream các chị nhỉ. Đấy, người ta bảo đáng ra là trong live nó đẹp hơn ở ngoài. Nhưng mà hàng của em không, ở bên ngoài nó đẹp hơn trong live. Hàng của em nó lại kỳ cục vậy đó. Ai cũng bảo em là Trang ơi Trang, chị nhận hàng rồi. Ở bên ngoài nó đẹp quá, nó đẹp hơn trong live em ạ. Mà sao vậy trời. Rồi cho em cái màu xám này, xám gì đây các chị? Màu ruốc Trang Huỳnh lộn số lúc nãy nè. Bây giờ mới đúng số này. Có màu da. Các chị ơi, ai nhanh ngửi được cái này. Trang Huỳnh lúc nãy lộn số kìa. Ok chị nhá. Ai nhanh ngửi được cái màu này, màu xám xanh cho em. Trời ơi, xám xi măng. Màu này nó sang, cực kỳ sang luôn. Em không cần phải nói nhiều các chị. Nha các chị, xám xanh cho em đẹp chưa? Ok cho chị Hoàng Kim Xuyến Tuyến xám xanh này. Rồi chị Vương Hương xám xanh, màu xám xanh có lót trần hoa ok chị này. Đấy đen tím 500 cho chị Diệu Thủy ơi. 500 một áo 2 mét ren lót 100k. Cái bà này mắt bà có chột thì cũng thấy mù mù chứ. Hai cái màu này nó giống nhau mà bà cứ nói là không. Còn mày nhìn xem nó là một mà. Thằng Hiếu nghĩ gì mày bảo gửi lại em gửi giống mẫu. Con mụ này là con nào cho biến đi. Trời ơi, hai cái màu một một lù lù thế kêu khác nhau. Phải là giống nhau nhưng mà ý là không biết chị đổ lại cái Thúy Nguyễn ok chị. Chị lấy màu xám xanh lót. Đúng rồi, cái này có bao giờ bán giá đấy đâu mà em ghi giá đấy. Bây giờ hàng ấy bán bảo là ơi cô phải để ý vào chứ ghi lộn bảo sao nó cãi nhau từ lúc nãy giờ. Rồi chị nào lấy cái này ok cho em này, xám xanh Thủy Nguyễn ok chị. Rồi Hoàng Kim Tuyến có lót ok chị đây. Rồi Hoàng Kim Tuyến có lót kìa, ghi lót vào đi kìa. Rồi ai lấy xám xanh nữa? Phượng Hượng xám xanh ok chị. Vải đẹp giá rẻ mẫu nào cũng muốn mua may mặc không hết em ơi. Cảm ơn chị Thu Nguyễn. Cảm ơn chị Thu Nguyễn. Đây có cái giá tiền đấy, tờ chữ đây đây. Bá chụp cả giá tiền cả chữ kia. Bá vừa chụp lại ở trong cái Zalo kìa có ghi. Trong chụp lại có. Trước cái tòa ở ngoài là em ghi số. Rồi cả nhà em qua màu da này. Hết rồi, ok các chị xám xanh rồi nha. Em qua màu da này. Em qua màu da nha các chị. Màu da chị nào lấy thì comment giùm em nhá. Cái này là da hồng ấy ạ. Giá 500 nha. Ai lấy cái này thì comment giùm em nha. Cực kỳ là đẹp luôn đi ạ. Ai lấy thì comment giùm em nha. Rồi cả nhà em nói nè. Em nói nha các chị này, ai lấy áo này cho em màu da em cho 500k luôn. Màu da đẹp chưa? Màu da cho em nha. Để đấy để tí tao giải quyết cái con đấy cho. Nha, màu da cho em. Rồi màu da 3 mét da chị Thu Mộng ok chị yêu này. 3 mét da 750 nha chị. Màu da ok cho chị Nguyệt Lương này. Nguyệt Lương này sao? Sao chưa ra nhỉ? Quay tít tò lò luôn này. Màu da Thu Mộng 3 mét là 750 nha chị gái yêu. Nè tạo phiếu thất bại nè. Đấy lấy lót chị Thu Mộng lấy lót mấy mét chị?
Chị mua 3 mét thì phải lấy lót mấy mét đấy chị ơi. Thu Mộng ơi. Nha, rồi màu da chị nào lấy nó ok cho em. Đẹp chưa? Dụng đợt này nó hay bị lỗi thật. Cái điện thoại của cô đâu rồi, đưa đây cho cô nè. Bọn mày cứ xem xong rồi tại sao lại cứ mang điện thoại của cô cứ phải gọi nhiều nhỉ? Để con còn chụp cho người ta. Chị Thu Mộng chị lấy lót mấy lót? À mấy mét? May đầm dạ hội thì là lót của em có 1m4, 1m5 à. Nếu chị may đầm dạ hội chị phải lấy thêm đi. Thêm thì lót lại thêm tiền, lấy 2 mét lót đi. Rồi ai lại cái này nữa ok. Dạ, rồi màu da nữa cho em. Nha. Chị lấy lót mấy mét thì bảo em. Cái đen vàng này lúc nãy mọi người lấy chưa nhỉ? Đen vàng này lúc đầu vừa lên này nhiều chị chưa có lấy được cái đen vàng này. Đen vàng đẹp lắm này các chị này, đen đồng á. Nè. Đen đồng này lúc nãy chị nào chưa lấy lót 3 mét luôn. À 3 mét là 200 thế thêm lót. Lấy lót 3 mét luôn. 3 mét lót 3 mét ấy luôn. Dạ ok chị nhá. Rồi màu đen đồng em cho cái đen đồng này nữa. Lúc nãy nhiều người chưa có lấy được đen đồng này các chị. Đấy cả nhà mình ơi. Chia sẻ like giúp em đi các chị. Ôi rồi đen đồng cho em nha. Ai lấy đen đồng cho em trang giá 500 luôn. Đẹp chưa? Cái này là em trang không giảm được các chị. Giảm là giảm hết cỡ rồi. Đấy 500 là hết giá rồi đấy. Đen đồng này ai lấy rồi thì thôi. Rồi em lên cái màu này này. Cái màu này là cái màu đẹp nhất. Em trang lên sau cùng nha. Nè các chị. Đẹp chưa? Màu này. Các chị thấy nhìn sướng mắt không? Cái này ra bên ngoài các chị mặc một cái này mà đi đâu, đi tiệc, đi tùng, đi cưới, đi xin, đi nọ, đi kia thì thôi. Mọi ánh nhìn không nhìn ai khác ngoài các chị đâu, em nói thật. Và em Trang cũng đang may cái này đó các chị. Em đang may cái này, mã này, mấy cái này em đang may mấy màu sáng sáng. Vì em còn trẻ. Đấy. Rồi, ai lấy cái màu xanh rêu cho em này? Xanh rêu cho em. Nha. Ai lấy cái áo này xanh rêu em cho luôn bao nhiêu? Xanh rêu 500 luôn ạ. Đẹp chưa? Ngất ngây gà tây chưa? Xanh rêu cho em trang 300 luôn. Xanh rêu cả lót chị Nguyệt Nguyệt ok chị yêu. Xanh rêu út thảo ok chị. Đẹp quá trời luôn. Rồi xanh rêu ai lấy nữa ok cho em. Rồi xanh rêu. Đẹp lắm nha. Bọn mày thử tí là để tao ra tao xem mấy cái like. Rồi em lên màu cuối cùng là hết rồi nha. Em sang hàng khác nha các chị. Xanh rêu chị Ngân Nguyễn Kim. Ngân Nguyễn Kim này lót chị toàn lấy 34 đấy con, tất cả 34 là chị lấy quần liền luôn. Xanh rêu có lót Loan Trần. Rồi các chị ơi em lên cái này này. Thực sự là đẹp. Là em lên cái màu sau cùng này cho các chị nha. Màu này. Màu này là màu nho nó mặc trắng da. Em nói với các chị trắng da lắm luôn. Lúc nãy là đen rêu rượu vang chát là hết rồi đúng không? Nè các chị nè. Nếu mà hai bên của em đi nè. Khi các chị may lên hai bên nó sẽ như này nè. Ở đây cái đường trước nó như này và hai bên nó đi như này. Cái vạt bông này. Hai bên của các chị luôn. Ai lấy cái màu này cho em màu nho này, hàng của Úc này các chị nhìn này. Nha. Không dịch là cái này toàn mấy triệu, không có cái giá này đâu các chị. Em bán 600 em tính các chị 500 áo này thôi. Ai lấy lót bên trong 100k một lót. Đó, màu này. Trời ơi. Cho em thêm xem, cho em xem ruốc à. Ruốc có ruốc đậm á chị. Cái này có cái màu ruốc đậm đâu rồi. Màu ruốc đẹp đẹp đâu, sang sang đâu, đưa người ta xem kìa. Nha. Ai là cái này cho em cái này. Màu nho đẹp chưa. Em quay sang bên kia cho mọi người nhìn đấy. Đấy này, các chị nhìn đấy này. Thấy không? Hai bên này nó đi hai cái này cực kỳ là sang rồi, quay lại đi. Đó, xinh chưa. Xinh lắm luôn cho em. Rồi chị nào lấy ok cho em nha. Màu này là màu nho. Đó, màu nho đẹp chưa?
500 áo màu nho và em lên màu ruốc nữa là hết nha. Hết màu này nha. Rồi màu ruốc là màu cuối cùng của lô hàng hôm nay. À lô hàng này. Em Trang sẽ lên hàng khác cho các chị nè. Trời ơi đẹp chưa? Rồi màu ruốc cho em đẹp không? Trời ơi. Nguyệt Nguyệt mẹ in ra rồi mà. Rồi chị nào lấy màu ruốc ok cho em này. Đó, ruốc đẹp chưa? Trời ơi cả nhà mình ơi, cái ruốc này sang lắm. Ba d cách cường 700 không còn mét nào chị Nguyên Nguyên ơi. Nguyên Nguyễn ơi. Ba d cách cường nọ mọi người lấy giá 900 với 1,2 triệu mà còn không có chị. Sạch. Bán chắn rồi. Cái đấy bây giờ chị bảo Trang ơi lấy cho chị áo đến 5 triệu thì em chịu luôn chị. Chịu rồi. Em bán lỗ hết rồi. Bán còn có 900 cái đỏ đấy. Lúc đấy bán 900 mà hết sạch bán chẵn rồi chị. Bây giờ chị có bảo Trang đấy chị cái bộ đấy 5 triệu khách chị đặt thì em chịu luôn. Cái đấy cường tay. Các chị nếu mà mình mà đặt người ta ấy, giá vừa cao mà phải cầm 1 năm trời mới có. Đấy. Nếu mà đặt nha. Sắp tới này em về cái lô cái bông 3D mới đấy. Sắp tới em về lô mới đấy các chị. Còn lô cũ là bây giờ hết rồi. Chịu rồi nha. Rồi màu xanh đen. Chị nào lấy màu xanh đen ok cho em này. Xanh đen cho em Trang nha các chị. Nè. Màu xanh đen. Ai lấy cái áo này em Trang cho 200 luôn. Bán nhanh rút gọn. Các chị nha. Cái này 380. Chị nào lấy xanh đen này em có mấy áo em cho luôn 200 này. Nè. Ôm cái đống vàng này đi ra đi chỗ khác đây nè. Đấy. Màu ruốc ok chị Tuyết Phượng. Rồi. Ai lấy màu xanh đen nhanh tay cho em nha. Đó. Xanh đen chỉ kim tuyến này. Nó phối đẹp chưa các chị. Chin chỉ kim tuyến hết luôn. 200 áo này xanh đen. Dạ, cái đấy bây giờ thì chịu đồ chị hết sạch rồi. Đó. Rồi, xanh đen cho em. Xanh đen nha các chị. Nè, đây các chị này. 200k áo này luôn. Xanh đen. Cái gì? 500 con này nó cứ ngơ nhở. Trả lời cái nhắn khách cho mẹ đây còn gì nữa. Trả lời làm gì kệ người ta. Rồi cả nhà ơi đây nè. Em có cái rêu này em bán sale rẻ luôn cho chị nào nè. Nhanh tay lẹ chân em cho cái này 290 này. Đó. Em có cái này em cho 290 luôn. Đây thấy có cái ở đây. Đấy. 290k áo này luôn các chị, đẹp chưa? Xuất sắc luôn. Các chị ơi có 3D màu xanh cổ vịt các chị có lấy không? Chị mới vào, chị bảy thế à chị? Chị ơi cái Facebook nó đang còn không nhìn thấy được bình luận, đâm ra là cứ lên 150, 160 lại tụt xuống, không ai nhìn thấy bình luận gì cả. Xem như trống trơn cái Facebook nó đang bị lỗi các chị. Nó đang bị lỗi đâm ra là Facebook nó đang bị lỗi các chị ơi. Các chị bây giờ muốn lấy cái gì? Rêu Nguyễn Thu Lương ok chị. Rêu Lan Nguyễn ok chị. 290. Đó. Giờ không biết là lấy cái gì luôn. Bán càng ngày càng lỗ luôn. Hôm qua chị mới chốt màu trắng ra. Đúng rồi nhưng mà hết rồi chị. Hôm qua là được cái màu trắng đấy. Còn bây giờ là không còn nữa chị. Xanh đen có 200 thôi chị Hằng Đinh ạ. Cái đây 380 em sale có 200 thôi. Rồi ai chưa có tím cả lấy tím cả 290 đi này.
Em sale tím cà luôn 290 này các chị. Đấy, màu tím cà. Tính cho mọi người 290 tím cà luôn. Đó, màu tím cà 290 luôn. Rồi, tím cà cho em. Chị nào lấy ok cho em này, màu tím cà 290k ở này luôn các chị nhá. Đẹp chưa? Đấy, tím cà cho em 290 mà 2m ren lót 100k. Rồi, cả nhà ơi em nghỉ đây nhá. Nó tụt like rồi. Còn có 100 người với 9 mấy người em nghỉ đây tối like nhá. Chứ bây giờ nó cứ chặn bình luận này em lười lắm quá. Chán quá. Nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của em. Bye bye.